Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1817, khủng bố như vậy. Cường giả mạc thế cấp, đều khủng bố như vậy sao? Trong lòng Chu Văn giật mình, hắn đã dùng hết toàn lực nhưng đầu gối vẫn thần tốc chạm xuống mặt đất. Trên thực tế không phải tất cả mạc thế cấp đều có được ý thức lực như vậy, hoặc có thể nói sinh vật có thể làm ý thức lực đạt đến trình độ này, là rất hiếm hoi trong số mạc thế cấp. Ý chí cứng rắn và ý thức lực hóa thành sức mạnh hữu hình, hoàn toàn là hai lượng cấp khác nhau, dù ý chí lực của Chu Văn kiên định thế nào, cũng không thể ngăn cản hai chân bị cong lại. Nhìn hai chân Chu Văn cong lại, Tầm Tích thầm nghĩ trong lòng, muốn làm lão sư của Tầm Tích ta, còn muốn được ta bái, e là ngươi không có mạng để được rồi. Tất nhiên Tầm Tích rất rõ ràng, loại vũ khí vị danh chi thần này gần giống như thần linh, lòng tự trọng kiêu ngạo cỡ nào, sao có thể chịu đựng được kẻ ký kết khế ước với hắn cúi đầu quỳ lạy với bất cứ sinh vật nào khác. Sau ba bái, trong mắt Tầm Tích, Chu Văn cũng là một người đã chết rồi. Ta đã cho ngươi cơ hội, là tự ngươi lựa chọn để ta bái sư, có chết cũng đừng trách ta. Nhưng có thể chết dưới sức mạnh của vị danh chi thần, xem như ngươi chết không thiệt thòi, không phải tồn tại mạc thế cấp, vị danh chi thần căn bản chẳng thèm có bất cứ phản ứng gì. Tầm Tích nghĩ vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái, nàng vốn không có sát tâm, chỉ bị ép đến nước này, bái xuống dưới sự tức giận, nhìn Chu Văn sắp quỳ xuống, thầm nghĩ, kiếp sau đừng muốn làm lão sư người khác như vậy nữa, càng đừng muốn làm lão sư của Tầm Tích ta. Sau Chu Văn, đám người Lý Huyền, Phong Thu Nhạn, Minh Tú và Tần Trang, đều là những chiến lực cao nhất trong nhân loại, cũng trong dư âm bạch quan kia làm bọn hắn đứng tại chỗ không thể động đậy, dù vùng vẫy thế nào, cũng khó có thể nhúc nhích được. Không chỉ bọn hắn, trên thực tế tất cả người trong Quy Đức Phủ đều không thể nào nhúc nhích, những nhân loại có sức mạnh và ý thức lực yếu một chút đều trực tiếp quỳ xuống đất. Đám Phong Thu Nhạn và Minh Tú cũng liều mạng đối kháng với sức mạnh kia, nhưng đầu gối cũng đã chạm xuống đất, hai tay chống trên mặt đất vẫn khó có thể đối kháng lại, thân thể cũng sắp quỳ rạp trên mặt đất rồi. Lý Huyền đứng bất động, hai chân không cong xuống, chỉ nghe trên người hắn phát ra tiếng rắc rắc khung xương đứt khúc, xương gãy đâm ra khỏi da thịt. Tần Trang lấy kiếm chống mặt đất, cố gắng không để mình quỳ xuống, nhưng kiếm kia lại nhanh chóng bị ấn vào lòng đất, thân thể nàng ta cũng nhanh chóng ghé sát mặt đất, không thể không nằm bò xuống. Vị danh chi thần kia tồn tại cỡ nào, kẻ ký kết khế ước với hắn quỳ trên mặt đất, sao những người khác có thể đứng, đừng nói đứng, ngay cả quỳ cũng không được. Tầm Tích quỳ, vậy tất cả mọi người chỉ có thể nằm bò sát đất. Đó chỉ mới là dư âm của ý thức lực kia thôi, Chu Văn đối kháng chính diện với ý thức lực, đến bây giờ đầu gối còn chưa tiếp xúc mặt đất, sức mạnh và ý chí đã lớn mạnh vượt xa mọi người, nhưng vẫn không đủ để đối kháng với sức mạnh kia. Tầm Tích nhắm hai mắt lại, nàng đã dự liệu được kết cục, không hề muốn nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của Chu Văn bị ý thức lực hoàn toàn phá hủy. Tầm Tích nhắm mắt lại chờ đợi tiếng xương gãy máu rơi, nhưng đợi một lúc lâu, cũng chỉ nghe thấy tiếng những người xung quanh va chạm trên mặt đất, không hề nghe thấy tiếng đầu gối va chạm mặt đất phát ra từ chỗ Chu Văn đứng, càng không nghe thấy tiếng xương cốt đứt gãy như trong tưởng tượng của nàng. Chẳng lẽ là vì chính diện chấp nhận sự phẫn nộ của vị danh chi thần, vẫn chưa chạm mặt đất, thân thể đã hoàn toàn bị hủy diệt thành tro sao? Tầm Tích không nhịn được mở mắt nhìn về phía vị trí của Chu Văn. Một giây sau, sau khi nhìn thấy rõ, mắt Tầm Tích trợn tròn lên, như gặp quỷ, mặt đầy vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi. Chu Văn căn bản không hề bị hủy diệt thành tro như tưởng tượng của nàng, cũng không bị quỳ trên mặt đất như trước đó nàng nghĩ, mà vẫn đứng ở đó, trước đó đầu gối còn hơi gập lại, hiện tại đã thẳng tắp. Chu Văn đứng thẳng ở đó, đầu ngẩng cao chăm chú nhìn vào hư không, giống như vua được đắm mình trong thần thánh chi quang. Chu Văn chăm chú nhìn vào hư không, thực tế hắn không hề nhìn thấy gì, thực sự đang nhìn, chính là mệnh cách Vương Chi Thắng Tức, hoặc có thể nói là nữ nhân tồn tại trong mệnh cách kia. Với sức mạnh của bản thân Chu Văn, thực sự không thể ngăn cản ý thức lực của vị danh chi thần, là sức mạnh của Vương Chi Thắng Tức, ngăn cản được ý thức lực khủng bố kia. Tồn tại đã từng đứng ở đỉnh cao quyền lực, vạn tộc đều thần phục, sao có thể dễ dàng chịu quỳ lạy với người khác. Người khác không nhìn thấy được, Chu Văn cũng không thấy được, nhưng hắn có thể cảm nhận được, như có hư ảnh một nữ nhân chồng lên thân thể hắn, dừng giữa hư không, đang nhìn gì đó. Chu Văn, ngươi sợ sao? Một giọng nữ nhân vang lên trong đầu Chu Văn, giọng nói kia rất rõ ràng và trong trẻo, nhưng lại có một cảm giác quyền uy khó nói thành lời, rất khó có thể liên tưởng đến hai từ dễ nghe. Ta sợ cái gì? Chu Văn không mở miệng, chỉ là trong đầu nghĩ vậy, chủ nhân giọng nói kia như biết Chu Văn đang định nói gì. Chủ nhân của đạo ý thức này là tồn tại vô cùng mạnh, cho dù lục tộc chi chủ cũng khó mà đối kháng, muốn giết ngươi, chỉ cần một ý nghĩ là có thể. Nữ nhân tiếp tục nói. Rốt cuộc ngươi là gì? Chu Văn không trả lời câu hỏi sợ hay không sợ, hiện tại hắn càng muốn biết, nữ nhân trong mệnh cách của mình rốt cuộc là tồn tại gì? Trước kia hắn đã cảm thấy mệnh cách của mình rất có vấn đề, hiện tại mệnh cách này có thể đối thoại với hắn, điều này khiến hắn càng thêm bất an. Trong thân thể hắn, vậy mà còn tồn tại một ý thức thể khác, biết được mọi thứ của hắn, thậm chí trong lòng hắn nghĩ gì cũng biết rõ ràng, điều này làm hắn cảm thấy như đang lột sạch quần áo trần truồng đứng trước mặt một người không quen biết, không hề có cảm giác an toàn nào. Ta chính là ngươi. Câu trả lời của nữ nhân khiến Chu Văn có chút mơ hồ, không biết rốt cuộc nàng ta có ý gì. Nữ nhân không tiếp tục giải đáp nghi ngờ của Chu Văn, mà tiếp tục nói. Tồn tại kia vô cùng khủng bố, đừng nói trên địa cầu, e là cả dị thứ nguyên, cũng là tồn tại chí cao vô thượng, ngươi để khế ước giả của hắn quỳ trước mặt ngươi, đồng nghĩa với việc vũ nhục hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để ngươi sống trên đời này, ngươi sợ không? Sợ. Chu Văn thực sự sợ, dù cho ai bị một tồn tại có thể giết chết mình trong một ý nghĩ để mắc đến, đều sợ hãi cuộc sống hàng ngày khó khăn, điều này không có gì hay để giấu giếm, hơn nữa cũng không giấu được nữ nhân có thể biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Tuy tồn tại kia vô cùng khủng bố, nhưng hắn lại có một nhược điểm trí mạng, không có khế ước giả thì hắn không thể nào rời khỏi dị thứ nguyên, cũng không thể nào cảm nhận được tin tức trong địa cầu. Hiện tại ngươi có hai con đường có thể lựa chọn, một là giết chết thiếu nữ trước mặt, chỉ cần giết nàng ta, vì sự áp chế của quy tắc địa cầu, tồn tại kia sẽ không thể nào cảm nhận được tin tức trong địa cầu nữa, tất nhiên sẽ không cách nào dùng ý thức giết ngươi. Nữ nhân nói. Con đường thứ hai là gì? Chu Văn hỏi. Con đường thứ hai tất nhiên là không giết thiếu nữ kia, ta có thể tạm thời che chắn việc hắn khóa chặt với ý thức ngươi. Nữ nhân lại nói thêm. Nghe qua hình như con đường thứ nhất tốt hơn. Chu Văn thay đổi cách nói chuyện, lại tiếp tục nói. Hình như ngươi còn gì đó chưa nói hết. Tồn tại kia không phải là một sinh vật, hoặc có thể nói đó không hoàn toàn là một sinh vật, có lẽ hắn là một loại vũ khí. Nữ nhân chậm rãi nói tiếp. Không phải vũ khí đao kiếm theo nghĩa truyền thống, mà tương tự như thứ nhân loại các ngươi gọi là phối hợp sủng, đó là một loại vũ khí bản thân nó có tính mạng và ý thức. Nhưng dù hắn là vũ khí kiểu gì, chỉ cần là vũ khí, nhất định phải có túc chủ sử dụng hắn, nhưng vũ khí như hắn, có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với túc chủ, tồn tại giống như thiếu nữ, gần như không thể nào tìm được kẻ thứ hai trong dị thứ nguyên này. Nói vậy nghĩa là chỉ cần giết nàng ta, là có thể nhất lao vĩnh giật. Chu Văn trầm ngâm nói. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không thể nào xuất hiện một tồn tại giống như thiếu nữ, cho dù sau này có tồn tại như vậy xuất hiện, cũng không biết là chuyện bao nhiêu năm sau, với tuổi thọ của nhân loại, e là không sống được đến ngày đó, với ngươi có thể được xem là nhất lao vĩnh giật. Nữ nhân nhàn nhạt nói. Nếu đã như vậy, sao ngươi còn phải nói con đường thứ hai? Con đường thứ hai sẽ không đơn giản như những gì ngươi nói chứ. Chu Văn trầm tư nói. Thiếu nữ có thể sống sót, sau khi nàng ta thăng lên mạt thế cấp, có thể thực sự sử dụng vũ khí kia, lúc đó mới có thể giải phóng nó ra được, chỉ như vậy, ngươi mới có cơ hội cướp được thứ vũ khí kia. Làm thế nào để cướp? Mê tiên kinh, ngươi có được mê tiên kinh, chỉ cần đánh bại thiếu nữ cướp lấy được vũ khí kia thì có thể tự mình sử dụng nó. Nhưng việc này rất nguy hiểm, thiên phú bản thân thiếu nữ đã vượt rất xa ngươi, sau khi thăng lên mạt thế cấp sẽ là tồn tại vô cùng lớn mạnh, lại thêm sức mạnh của vũ khí kia, hiện tại dị thứ nguyên đã không ai có thể địch nổi rồi, ngươi muốn đánh bại nàng ta cướp lấy vũ khí kia, gần như đồng nghĩa với chịu chết. Nếu đã như vậy, tại sao ta còn phải đi cướp? Chu Văn cau mày nói. Bởi vì địa cầu không còn thời gian. Nữ nhân tiếp tục nói. Hắn có thể trực tiếp giết chết ngươi bằng ý thức giáng xuống địa cầu, tất nhiên là vì bản thân hắn vô cùng lớn mạnh, lại có khế ước giả ở đây cung cấp định vị, nhưng suy cho cùng, quy tắc cấm chế địa cầu đã vô cùng yếu, chưa đầy vài năm, những tồn tại vô cùng khủng bố này của dị thứ nguyên sẽ giáng xuống địa cầu. Đến lúc đó cho dù nhân loại không bị diệt tộc, sợ rằng cũng chỉ có thể làm nô lệ, chỉ khi lấy được thứ vũ khí kia, người mới có thể sát nhập dị thứ nguyên, trấn áp vạn tộc trước khi địa cầu hoàn toàn bị phá cấm chế, để nhân loại thoát khỏi vận hạn diệt tộc. Lời này của ngươi tự mâu thuẫn nhau, ta chỉ cần có được thiếu nữ có món vũ khí kia là có thể đủ để đánh bại, vậy còn cần đến món vũ khí kia sao? Chu Văn nghe ra được chỗ không thích hợp. Không hề mâu thuẫn, ngươi chỉ có một cơ hội, đó chính là tiến vào dị thứ nguyên, lúc nàng ta thăng lên mạt thế cấp, lấy được món vũ khí kia, đồng thời lợi dụng khoảng thời gian ma hợp ngắn ngủi giữa hai bên, lợi dụng lúc nàng ta vẫn chưa thể phát huy được hoàn toàn uy năng của món vũ khí kia, đánh lén để đánh bại. Vũ khí lớn mạnh, nhưng vẫn cần túc chủ sử dụng. Nữ nhân nhàn nhạt nói. Chẳng qua việc này quá khó, ngươi phải một mình tiến vào dị thứ nguyên, tìm được thiếu nữ đúng lúc nàng ta giải phóng món vũ khí kia, còn phải đánh bại một cường giả gần như có thể đăng đỉnh mạt thế cấp, có thể nói là cục diện thập tử vô sinh. Thập tử vô sinh chính là không có cơ hội, nếu không có cơ hội thì sao ta còn phải đi con đường này? Chu Văn nhíu mày. Đương nhiên, ngươi có thể không chọn, với năng lực của ngươi, cho dù địa cầu có bị phá cấm hoàn toàn, có thể tìm được một chỗ trốn, bảo toàn mạng sống không phải là vấn đề. Nữ nhân yên lặng nói. Con đường thứ nhất, ngươi có thể sống, con đường thứ hai, là cho ngươi và nhân loại một kỳ tích, lựa chọn thế nào tự ngươi quyết định. Sống sót và sáng tạo kỳ tích, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Giọng nữ nhân vang vọng trong đầu Chu Văn. Ta lựa chọn sống sót để sáng tạo kỳ tích. Chu Văn bình tĩnh nói. Nữ nhân đã cho Chu Văn một cái khung, nhưng Chu Văn không tin cái khung này là một quy tắc sắt thật sự không thể tách rời. Cả hai con đường đều là lộ trình bản thân nữ nhân thiết định, sao hắn phải lựa chọn lộ trình có sẵn do nữ nhân thiết định? Cái gọi là hai con đường của nữ nhân, với Chu Văn đều không phải lựa chọn tốt nhất. Sống sót và sáng tạo kỳ tích, ngươi chỉ có thể chọn một trong hai, không có con đường thứ ba. Nữ nhân nói. Đó là con đường của ngươi, không phải của ta. Chu Văn nói. À, vậy ngươi nói cho ta biết, con đường của ngươi là gì? Nữ nhân hỏi. Con đường của ta, không có gì là tuyệt đối, thiếu nữ cũng được, vũ khí kia cũng được, với ta mà nói đều không trở thành tồn tại tất yếu. Chu Văn nói. Ý của ngươi là, ngươi không giết thiếu nữ, cũng không đi cướp vũ khí kia. Nữ nhân cau mày hỏi. Không, ta sẽ dốc toàn lực cướp vũ khí kia, nhưng cho dù không cướp được, đó cũng không phải đường cùng. Chu Văn kiên định nói. Nói rõ ràng một chút. Nữ nhân truy hỏi. Chỉ cần ta vẫn chưa chết, thế giới của ta sẽ không có điểm kết thúc. Chu Văn gằn từng chữ nói. Không có điểm kết thúc sao? Nữ nhân nghiền ngẫm lời Chu Văn nói, giọng nói dần trở nên khác lạ. Ngay cả một tồn tại vô thượng như vậy, với ngươi cũng không phải điểm kết thúc sao? Ngươi còn muốn vượt qua sự tồn tại của hắn. Thật sự là kẻ vô vị không biết gì, sợ rằng ngươi căn bản không rõ đó là sự tồn tại thế nào, nhưng ta thích. Vậy thì để ta nhìn xem điểm kết thúc của ngươi là ở đâu. Theo giọng nói nữ nhân, ý thức lực trên người nàng đột nhiên bay lên, phun trào ra như núi lửa phun trào. Tầm Tích khó hiểu nhìn Chu Văn, trong ý thức lực hóa thành thực chất như bạch quang, Chu Văn đứng đó vài giây, thần thái vẫn tự nhiên như thế, tựa như không hề chịu chút tổn thương nào. Mà những người bên cạnh hắn, cường đại như Phong Thu Nhạn, tồn tại như Minh Tú, cũng đều cúi đầu xuống đất, bị buộc quỳ trên mặt đất không thể nào nhúc nhích. Làm sao có thể? Sao hắn lại có thể ngăn cản ý chí của vị danh chi thần? Trong lòng Tầm Tích cảm thấy không thể tin nổi, một giây sau, ánh mắt nàng phản chiếu rực rỡ như pháo hoa, khiến Tầm Tích mở to mắt hết mức có thể. Ầm. Giống như có một cổ sức mạnh vô hình phun trào ra trên người Chu Văn, bạch quang bao phủ trên người hắn ầm ầm vỡ nát, bắn ra xung quanh giống như pháo hoa, sau đó biến mất không thấy nữa. Bạch sắc quang trụ khủng bố kia, giống như bị một lưỡi dao bén nhọn đâm thủng từ đầu đến cuối, trong khoảnh khắc tan vỡ ra, hóa thành lưu quang bay tán loạn bốn phía, cuối cùng biến mất. Ý chí của vị danh chi thần bị đánh tan rồi. Tầm Tích gần như không thể tin được vào hai mắt của mình, trong bạch sắc lưu quang hoa mỹ kia, bóng dáng Chu Văn quỷ mị như thần ma, tựa như có một tầng sương mù che khuất ánh mắt của Tầm Tích, làm nàng không thể nào nhìn rõ được. Theo bạch sắc quang trụ tán loạn biến mất, bầu trời tối tăm lại khôi phục lại như ban ngày, không còn quỷ dị như trước nữa. Cư dân Quy Đức Phủ bị trấn áp trên mặt đất, áp lực trên người họ cũng biến mất, cả đám đứng lên. Tầm Tích ngửa mặt, ngơ ngẩn nhìn Chu Văn, một lúc lâu cũng chưa thể lấy lại tinh thần. Trong dị thứ nguyên, đồng tử Quỷ Tích Thánh Chủ co rút lại, trên mặt lộ vẻ kinh hãi gần như mấy ngàn năm qua chưa từng có. Trong cấm địa của lục tộc, đôi mắt của tượng đá bạch quang, vậy mà nổ ra, bỗng chốc mất hết bạch quang, khôi phục lại bộ dáng vết nứt lúc trước, còn vết tích dựng thẳng hai bên, xuất hiện rất nhiều vết rạn nhỏ, chằng chịt như mạng nhện. Ý thức lực của vị danh chi thần lại bị phản vệ, không thể nào, sao địa cầu có thể có sinh mệnh thể khủng bố như vậy, chẳng lẽ chính là vị tiên tộc năm đó biến mất ở địa cầu? Tâm niệm của Quỷ Tích Thánh Chủ lay động, lúc này khó có thể kiềm chế. Chu Văn thu ánh mắt lại, nhìn về phía Tầm Tích vẫn đang quỳ, thầm nghĩ trong lòng, nói thứ vũ khí kia là tồn tại chí cao vô thượng, không phải không bằng ngươi sao? Rốt cuộc ngươi là cái gì? Tại sao lại trở thành mệnh cách của ta? Nguồn gốc mê tiên kinh kia đến từ nơi nào? Trong lòng hắn nghĩ vậy, nhưng không nhận được câu trả lời của nữ nhân, dĩ nhiên mệnh cách Vương Chi Thắng Tức đã biến mất, không còn chút động tĩnh nào, im lặng như tờ. Đột nhiên, Chu Văn nghĩ đến một việc, từ sau khi hắn có được mệnh cách của Vương Chi Thắng Tức, dù tồn tại cường đại đến mức nào, cũng không thể nào bắt hắn phải quỳ xuống, duy nhất chỉ có một lần hắn quỳ. Đó là lúc Chu Văn tưởng rằng Ma Anh kết hợp với kèn sona quá mạnh, cho nên mới khiến Vương Chi Thắng Tức không có phản ứng. Hiện tại xem ra, hắn đã xem thường sự cường đại của Vương Chi Thắng Tức, sở dĩ hắn quỳ xuống, e là không phải vì nữ nhân tự biết không thể nào ngăn cản Chu Văn quỳ xuống, cho nên mới không lộ diện. Với biểu hiện đánh tan ý thức lực kia của nữ nhân, dù nàng có muốn giết chết Ma Anh để có được kèn sona, cũng chỉ là một ý niệm mà thôi. Chẳng lẽ? Chu Văn nghĩ tới một khả năng, sắc mặt lại càng trở nên cổ quái. Nếu không phải vì sức mạnh của Ma Anh và kèn sona quá mạnh, vậy thì chỉ còn có một khả năng, đó chính là lý do lúc ấy Chu Văn không thể không quỳ, ngay cả Vương Chi Thắng Tức cũng không có lý do ngăn cản. Lý do này chính là cổ thi thể kia sao? Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ đến khả năng đó, lúc ấy ngoại trừ cổ thi thể kia, hắn thật sự không nghĩ ra, quanh đó còn có thứ gì có thể làm cho Vương Chi Thắng Tức không hề phản ứng với việc hắn quỳ xuống. Ngươi thật sự là nhân loại sao? Giọng nói Tầm Tích cắt ngang suy nghĩ của Chu Văn, nàng nhìn Chu Văn, ánh mắt trở nên mơ hồ. Từ nhỏ đến lớn, tư tưởng Quỷ Tích Thánh Chủ dạy cho Tầm Tích đều là vị danh chi thần là tồn tại vô địch, nếu nàng thực sự nắm giữ được vị danh chi thần, nàng có thể quần lâm thiên hạ, dù vị tiên tộc kia sống lại, nàng cũng không cho rằng mình thất bại. Nhưng vậy mà ý thức lực của vị danh chi thần lại bị đánh tan, điều này hoàn toàn phá vỡ thế giới quan của nàng, khiến sự tự tin của nàng với bản thân mình và vị danh chi thần sinh ra một tia dao động. Ngươi đã bái ta làm thầy thì phải tuân thủ lễ nghi phép tắc, sau này phải gọi lão sư biết chưa? Chu Văn nhìn Tầm Tích nhàn nhạt nói. Tín niệm của Tầm Tích dao động, lúc này không biết nên nói gì để phản bác Chu Văn, chỉ ngơ ngẩn nhìn hắn, như đang ngầm thừa nhận. Đột nhiên, quang mang trên ma phương nở rộ, vậy mà lại có sinh vật sấm quang, Chu Văn quay đầu nhìn lại, phát hiện sấm quang lại là một nhân loại, hơn nữa người này khá quen thuộc với hắn. Người kia tùy tiện khoác áo bào trắng trên người, lộ ra một chút lồng ngực trắng nõn kiên cố, đầu tóc dài tùy ý buông rơi, một thanh trường kiếm có vỏ bọc tùy tiện vác trên vai, cả người đều tràn đầy cảm giác lười nhác phóng đãng, cứ như không phải hắn đến để sấm quang, mà chỉ là khách du lịch đi tắm nắng. Trung Tử Nhã muốn làm gì? Chu Văn khẽ nhíu mày. Trước nay Trung Tử Nhã luôn đối nghịch với dị thứ nguyên, người khác đều muốn trở thành thủ hộ giả hoặc đại ngôn nhân, tổ chức của hắn lại săn giết thủ hộ giả và đại ngôn nhân, lần này lại chủ động lấy khuôn mặt thật sấm quang, không sợ dị thứ nguyên để mắt đến hắn sao? Trung Tử Nhã và Khương Nghiễn là hai kẻ cực đoan, Khương Nghiễn sẵn lòng tiếp xúc học tập dị thứ nguyên, còn Trung Tử Nhã lại cho rằng thủ hộ giả và dị tộc đại ngôn nhân không khác gì những tên phản đồ, giết cho sảng khoái. Chu Văn không cực đoan như thế, trong thủ hộ giả và đại ngôn nhân cũng có hai loại đáng chết và không đáng chết, không thể vơ đũa cả nắm. Nhìn thấy lại có một nhân loại sấm quang, mọi người đều hưng phấn lên, liên tục nhiều nhân loại được sấm quang lên bảng như vậy, khiến khói mù bao phủ nhiều ngày qua trong lòng mọi người đều sáng tỏ trong suốt. Hiện tại bọn hắn đang thảo luận rốt cuộc người này là ai, không nhiều người từng thấy được bộ mặt thật của Trung Tử Nhã, nhưng rất nhiều người biết đến cái tên Nhã này, chỉ là bọn hắn không có cách nào liên hệ được chữ Nhã và Trung Tử Nhã. Trung Tử Nhã không giống những sấm quang giả trước, hắn không bay trong không trung, mà lướt trên mặt hồ, lúc này mọi người mới phát hiện, hắn đi chân trần, hai chân trần trụi trắng nõn đạp trên hồ, khiến mặt hồ nổi lên gợn sóng lăn tăn. Nam nhân này đẹp quá. Rất nhiều nữ nhân, thậm chí cả nam nhân quan sát trực tiếp, đều hiện lên một ý nghĩ như vậy trong đầu. Minh Tú Phong Thu Nhạn trước đó đều là soái ca hiếm có, nhưng vẻ đẹp trai của bọn hắn ít nhiều có dấu vết của tuổi trẻ, còn Trung Tử Nhã tuy không già, nhưng hắn có một vẻ đẹp nam tính khó nói thành lời. Hoang dại, trưởng thành, gợi cảm, thậm chí có thể nói có chút quyến rũ, chỉ đứng ở đó, đã khiến người ta cảm thấy hormone kích thích sao động lên, không quá khi nói rằng nếu hắn là một con mèo, chỉ đi ngang qua thôi cũng đủ khiến đám mèo cái ven đường động dục không khống chế được. Mỹ mà không nhu, yêu mà không diễm, hơn nữa trên người hắn có khí tức nguy hiểm mãnh liệt, ít nhiều nữ nhân chỉ nhìn lên một cái, cũng khó có thể dời mắt đi được. Rút kiếm. Lúc mọi người thưởng thức dung nhan Trung Tử Nhã, hắn rút kiếm ra gác lên trên vai. Khi đóng khi mở, thoải mái xuề ra, nhanh mà không loạn, làm người ta thấy rõ ràng, nhưng lúc nhìn kỹ, kiếm kia đã vào lại trong vỏ, vẫn tùy tiện được hắn gác trên vai. Rất nhiều người đều không hiểu được, một kiếm tùy tiện của Trung Tử Nhã rốt cuộc là đang làm gì. Hắn trưởng thành quá nhanh. Chu Văn than nhẹ một tiếng. Trước kia, kiếm pháp của Trung Tử Nhã cuồng dã như ma như quỷ, Chu Văn cảm thấy kiếm pháp như vậy rất mạnh, nhưng lại không cảm thấy nguy hiểm. Hiện tại xem ra kiếm pháp của Trung Tử Nhã hàm súc khiêm tốn, nhưng lại khiến Chu Văn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Nếu trước kia Trung Tử Nhã dương nanh múa vuốt, như ma quỷ hung ác làm người ta nhìn thấy đã sợ hãi, thì hiện tại, hắn là ác ma xinh đẹp tao nhã từ trong địa ngục bước ra. Cả người lẫn vật nhìn như vô hại, lại có năng lực khiến người ta sống không bằng chết. Sau một kiếm, bước chân trần trụi của Trung Tử Nhã đạp lên mặt hồ chậm rãi bước đi, nhưng không hề chìm xuống hồ như một người sấm quan thất bại. Rầm. Sau khi Trung Tử Nhã đi qua không bao lâu, nơi hắn đứng thẳng bọt nước quay cuồng, một con vật khổng lồ từ dưới nước nổi lên. Con vật kia giống như một con bạch tuộc pha lê, mỗi một sợi xúc tua đều dài mấy chục mét, phía trên mọc đầy giác hút, toàn thân đều trong suốt. Những sấm quan giả trước có lẽ đều bị nó kéo xuống đáy hồ. Chỉ là hiện tại nó lật người nổi lên, rõ ràng nó đã chết rồi, trên đỉnh đầu nó vẫn còn một vết kiếm mảnh như sợi tóc, xem ra cũng không dài, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của vết kiếm kia. Nó chết như vậy, khiến những người quan sát trực tiếp đều trợn mắt há hốc miệng, một lúc lâu sau vẫn không phản ứng kịp. Nam nhân này thật sự quá hoàn mỹ, vừa đẹp lại vừa mạnh, nếu có thể gả cho hắn thì cuộc đời này quá đáng giá rồi. Nếu như có thể gả cho hắn, bảo ta sống ít đi 10 năm ta cũng chấp nhận. Đừng nói gả cho hắn, bảo ta ngủ với hắn một lần, có chết ta cũng cam lòng. Giống như nam nhân thưởng thức mỹ nữ, nữ nhân cũng thích thưởng thức nam nhân đẹp, mà Trung Tử Nhã chắc chắn là một nam nhân hấp dẫn hiếm có trên đời, không thể trách nhóm người này được. Mà phần lớn nam nhân thì đang nghĩ, rốt cuộc nam nhân này là ai, chỉ một nhát kiếm nhẹ nhàng bâng quơ, không xảo diệu như Minh Tú, cũng không bá đạo như Tần Trang, nhưng hiện tại nhớ lại, kiếm của hắn càng khiến người ta sợ run, chỉ nhìn thôi cũng đủ sợ hãi nổi cả da gà rồi. Đây là lần đầu tiên có người giết chết quái vật trong hồ, cũng là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy quái vật. Nhưng hiện tại không ai có tâm trạng đi nghiên cứu con quái vật kia là gì, ánh mắt mọi người đều bị nam nhân độc đáo kia hấp dẫn, bọn hắn chỉ muốn biết rốt cuộc hắn là ai. Đặc biệt là người của lục đại gia tộc, hiện tại gần như sắp phát điên rồi. Minh Tú, Phong Thu Nhạn và Tần Trăng xuất hiện, đã khiến bọn hắn cảm thấy nguy cơ rất cao, hiện tại nam nhân này không chỉ khiến bọn hắn cảm thấy nguy cơ, mà bọn hắn cũng gấp gáp muốn biết, rốt cuộc nam nhân này là ai. Mọi người đều đã nhìn chằm chằm Trung Tử Nhã đi trong sương mù, hắn như không hề để ý bước từng bước một, chỉ một lát sau đã xuyên qua sương mù, dẫm lên bờ, cây táo vàng gần ngay trước mắt. Trung Tử Nhã đi dưới cây táo vàng, một tay cầm kiếm gác lên vai, tay kia vươn ra, tùy tiện khẽ ngắt xuống một quả táo vàng. Này! Lúc trước Minh Tú chém nhát kiếm đầu tiên, cũng không thể chém đứt được quả táo vàng, hắn chỉ tiện tay đã hái được xuống, năng lực như vậy, làm người ta cứng họng không trả lời được, không biết phải hình dung như thế nào. Hình ảnh thay đổi, biến thành bảng xếp hạng Ma Phương, tuy rất nhiều nữ nhân đều cảm thấy nhìn chưa đủ, vẫn muốn nhìn Trung Tử Nhã thêm vài lần, nhưng các nàng đều muốn biết rốt cuộc nam nhân này là ai. Lần đầu tiên bảng xếp hạng xuất hiện, không biết vì sao ánh mắt mọi người đều nhìn về phía vị trí đầu tiên, tuy không thể giải thích được tại sao, nhưng trong lòng mọi người đều cho rằng, hắn nên xếp ở đó. Quả nhiên, tên ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng đã thay đổi, sau khi thấy rõ cái tên kia, mọi người đều trố mắt đứng nhìn. Ca của Chu Văn có người không nhịn được nói ra. Bốn chữ rất đơn giản, có một cái tên ở bên trong, nhưng ai cũng biết, chủ nhân cái tên này không phải mỹ nam như yêu nghiệt kia. Người của Chu gia, chiếm hết thanh tú của nhân gian này rồi sao? Thảo nào treo lên như vậy, đây là thúc thúc của Minh Tú bọn hắn. Người của Chu gia quá tuyệt vời. Còn để cho người ta sống không vậy, Chu gia muốn làm bá chủ bản sao? Sao có thể trách Chu gia người ta bá chủ bản được, rõ ràng là những gia tộc khác yếu ớt, không dám lên đúng không? Lúc mọi người vẫn điên cuồng bàn tán, Ma Phương lại phát sáng lên, vậy mà lại có người sấm quang, vẫn là một nhân loại. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong lòng mọi người chính là, sẽ không phải lại là một người Chu gia đấy chứ. Thời gian thứ nguyên lĩnh vực dị thứ nguyên này xuất hiện đã rất lâu, lúc Minh Tú hái quả táo vàng, trên cây chỉ còn lại khoảng 5 quả, lần lượt bị Minh Tú, Phong Thu Nhạn, Tần Trang và Trung Tử Nhã hái đi 4 quả, đây thực sự là quả còn lại cuối cùng. Nhìn thấy lại có nhân loại sấm quang, trong lòng mọi người đều vô cùng thích thú, dù đây không phải người Chu gia, chỉ cần là nhân loại hái là được, dù gì 5 quả táo vàng còn lại đều bị nhân loại hái hết, rửa sạch xu hướng suy tàn trước đây. Người này là ai? Sao hôm nay lại lên đây, mặt mũi lạ hoắc? Hình như chưa từng gặp người này bao giờ, lại là một cao thủ trẻ tuổi rồi, xem ra địa cầu thật sự là ngọa hổ tàng long, cất giấu nhiều cao thủ trẻ tuổi như vậy. Không biết có thể lại là người Chu gia hay không? Ta có dự cảm, người này cũng là người Chu gia. Lại là một gương mặt lạ, người Chu gia không chạy đâu được. Các ngươi thì biết cái gì, ai cũng chỉ chăm chú nhìn vào xem người kia có phải người Chu gia hay không, thứ quan trọng thực sự thì không một ai biết. Ngươi biết, vậy ngươi nói xem có gì quan trọng? Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra, đây là quả táo vàng cuối cùng rồi hả? Nếu quả táo vàng này bị hái xuống, chiến đấu Ma Phương sẽ phải kết thúc, vậy thì người đứng đầu sẽ nhận được khen thưởng lần này. Phần thưởng của tinh cầu trước đó đều là tinh cầu phối hợp sủng, vậy đây là ở dị thứ nguyên, phần thưởng nơi này sẽ là gì đây? Hình như ngươi nói đúng, quả táo vàng cuối cùng, đây là lúc phải quyết định trước tiên. Nói vậy nếu không có gì bất ngờ xảy ra, xếp hạng nhất chắc chắn đã bị nhân loại chúng ta giành được, không phải anh của Chu Văn thì cũng là thanh niên này. Chu Văn nhìn thấy nam nhân đi lên, có chút bất ngờ, chính là Lưu Vân đã lâu không gặp. Lưu Vân được xưng là đạo thánh, có rất nhiều thủ đoạn để thay đổi khuôn mặt, nhưng hiện tại hắn lại không thay đổi khuôn mặt, mà lấy khuôn mặt thật tham gia vào Ma Phương. Nhưng có thể nhìn ra được, con hàng này ăn mặc chỉnh tề, áo choàng lộng lẫy, trông có hơi giống loại đạo sĩ thường mặc, đầy hương vị thần bí, thánh khiết và trang trọng. Con hàng này còn nhuộm một đầu tóc màu xám tro như bà nội, dáng vẻ cực nhã ngày thường không còn thấy nữa, thay vào đó là vẻ mặt uy nghiêm, vừa nhìn qua, thật sự có vài phần phong thái cao cao tại thượng. Con hàng này nghĩ gì vậy? Đầu óc bị hỏng rồi à? Chu Văn hết nói nổi. Tên đạo thánh như hắn trộn đồ không thiếu một đại gia tộc nào, nếu bị người ta phát hiện ra khuôn mặt thật, sợ rằng sau này khó mà hành tẩu bằng khuôn mặt thật, nếu ló mặt ra sẽ như chuột chạy qua đường người người kêu đánh. May mà không có mấy người trong đại gia tộc thực sự từng thấy qua khuôn mặt thật của Lưu Vân, người biết Lưu Vân là đạo thánh lại càng ít hơn. Lưu Vân vừa thay đổi khác trước kia, nét mặt cao ngạo trang trọng, hệt như thần tử cao cao tại thượng. Tất cả mọi người chờ đợi xem hắn qua cửa thế nào, Lưu Vân vẫn đứng tại chỗ không bước về phía trước, cũng không định chém giết quái vật trong hồ. Bản tôn đã đích thân tới, còn không mau dâng quả ra, chẳng lẽ còn chờ ta tự tay hái sao? Lưu Vân lơ lửng trên mặt hồ, đột nhiên nói ra một câu. Một câu này thật sự khiến mọi người choáng váng, nhìn hắn bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc. Người này, có thể trâu thật, cũng có thể giải vờ trâu, nhưng không thể giả vờ quá lên, làm quá sẽ trở thành ngốc, hiện tại Lưu Vân đã giả vờ hơi quá mức rồi. Mẹ kiếp, con hàng này tưởng hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế sao, lại còn bắt người ta dâng quả ra, điên rồi chắc. Ta thấy chắc chắn đầu óc người này có bệnh, người bình thường có ai lại làm như vậy. Người này đến để tấu hài à? Mọi người đều cảm thấy Lưu Vân giả vờ thái quá, giả vờ đến mức ngu ngốc, đừng nói ngươi là một nhân loại, dù là tồn tại vô thượng của dị thứ nguyên, cũng không thể ra lệnh cho một thân cây tự dâng quả ra. Ngay lúc mọi người đều chuẩn bị xem kịch vui, chờ xem Lưu Vân kết thúc thế nào, đã thấy trên mặt Lưu Vân hiện lên vẻ giận dữ, lạnh giọng quát. Xem ra ngươi muốn bản tôn đích thân ra tay rồi. Vừa dứt lời, Lưu Vân đã đưa tay chộp về phía trước sương mù. Sau khi tiến vào, hắn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, một cái chộp tay của hắn, trông có vẻ như vui đùa, những người xem trực tiếp đều không biết nói gì, cảm thấy hắn điên thật rồi. Nhưng một giây sau, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy sau một cú chộp có vẻ như rất tùy tiện kia của Lưu Vân, một quả táo vàng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, được ngón tay hắn giữ chặt. Cứ muốn bản tôn phải đích thân ra tay, thật phiền phức. Đồng thời với Lưu Vân thì thào lẩm bẩm, hình ảnh Ma Phương cũng chuyển thành bảng xếp hạng Ma Phương. Trong lúc này nhân loại xem trực tiếp đều lặng im như tờ, Nếu trước đó biểu hiện của Trung Tử Nhã vẫn còn nằm trong phạm trù có thể hiểu được của bọn hắn, thì biểu hiện của Lưu Vân lúc này đã vượt xa nhận thức của bọn hắn, không biết nên hình dung tâm trạng lúc này như thế nào. Thật quá biến thái. Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vậy mà cũng được, tên kia thật sự là Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Lúc mọi người đều đang thán phục, thứ tự trên bảng xếp hạng lại xảy ra thay đổi, có một cái tên mới được thay thế trên vị trí thứ hai. Đại ca của Chu Văn. Mẹ kiếp, chả trách lại mạnh như vậy, thì ra là đại ca của Chu Văn. Xếp hạng này là sao vậy? Sao ta cảm thấy vị đại ca này còn mạnh hơn cả ca vừa rồi nhỉ? Hắn nên xếp thứ nhất mới đúng chứ. Ta cũng thấy tên này mạnh hơn chút, nhưng dù gì người ta đều là người một nhà, ai trước ai sau cũng chẳng sao cả. Người của Chu gia lợi hại vậy sao? Sợ rằng sau này Chu gia sẽ thành thế lực đứng đầu trên địa cầu của chúng ta, thật quá mạnh, đứng trước Chu gia, lục đại gia tộc thực sự không là gì rồi. Bản nhân Chu Văn không biết mạnh cỡ nào, đáng tiếc không còn táo vàng nữa, nếu không có thể nhìn thấy Chu Văn mạnh đến mức nào rồi. Ca ca như vậy, không biết Chu Văn còn mấy người. Chu Văn không làm gì cả, nhưng tên hắn lại hoàn toàn bùng nổ trong liên bang, rất nhiều người đều đang bàn tán về đám Minh Tú, nhưng bàn tán nhiều nhất cũng là bản nhân Chu Văn. Tuy hắn không làm gì, nhưng vì hắn không làm gì nên mọi người lại càng muốn biết, người có nhiều cường giả làm bạn, rốt cuộc là một tồn tại thế nào. Nhưng kỳ lạ chính là, tất cả các quả táo vàng đều đã được hái hết xuống, mà Ma Phương chi chiến chưa kết thúc, vẫn có thể tiếp tục tiến vào Ma Phương sấm quang. Thứ nguyên lĩnh vực của dị thứ nguyên đúng là không đơn giản như vậy, chỉ hái được quả táo vàng chưa thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Chu Văn đã có dự đoán nên cũng không thấy kỳ lạ. Ngươi muốn biết tại sao vẫn chưa kết thúc không? Vẫn đứng bên cạnh, sắc mặt Tầm Tích đầy vẻ phức tạp đột nhiên mở miệng nói. Ngươi biết? Chu Văn nhìn Tầm Tích. Đương nhiên, chỉ là ta sợ sau khi nói ra, ngươi sẽ không dám đi sấm quang. Tầm Tích mở miệng nói. Nói thử xem. Chu Văn hứng thú nhìn Tầm Tích. Cây táo vàng không phải điểm kết thúc. Tầm Tích nói. Vậy thì thật kỳ lạ, nếu cây táo vàng không phải điểm kết thúc, vậy tại sao sau khi hái xong quả táo vàng thì Ma Phương tự động kết thúc chiến đấu? Chu Văn hỏi. Ngươi nghĩ đó là nơi nào? Đó không phải là thứ nguyên lĩnh vực bỏ đi như vũ trụ địa cầu các ngươi, mà là thứ nguyên lĩnh vực của dị thứ nguyên. Tầm Tích có chút khinh thường tiếp tục nói. Trong Hồ Trầm Luân, không có truyền tống trận, cách thức duy nhất rời khỏi nơi đó chính là hái hoàng kim quả, đám nhân loại không biết gì các ngươi, thực sự cho rằng dị thứ nguyên chỉ có những kẻ trên bảng xếp hạng này sao? Trên thực tế những kẻ này cũng chỉ là mấy tên bất tài trong dị thứ nguyên thôi, cường giả có thể hái được hoàng kim quả có rất nhiều, sở dĩ đến bây giờ vẫn còn hoàng kim quả, chẳng qua là vì giữ lại để sử dụng khi thăm dò Hồ Trầm Luân, lại bị mấy kẻ không biết gì trong nhân loại các ngươi hái hết rồi, hiện tại trừ khi có thể thực sự qua cửa. Nếu không thì sẽ không thể nào rời khỏi Hồ Trầm Luân được. Từng nghe nói dị thứ nguyên cũng không thể giải được Hồ Trầm Luân, những điều ngươi nói, không phải dị thứ nguyên cũng vừa biết được không lâu sao? Chu Văn nhàn nhạt nói. Tầm Tích không phủ nhận, chỉ biểu môi nói. Mặc dù Hồ Trầm Luân nằm trong dị thứ nguyên, cũng là tồn tại tiếng tăm lẫy lừng, rất nhiều người biết đến, nhưng người thực sự dám đến nơi đó thăm dò lại không nhiều. Tại sao? Chu Văn tò mò hỏi. Vì nơi đó là nơi của thần vẫn chi mộ. Tầm Tích nói. Không thể tin nổi dị thứ nguyên cũng có thần tồn tại. Chu Văn cười nói. Những sinh vật này của dị thứ nguyên, với nhân loại mà nói, không khác gì thần ma, hơn nữa trong dị thứ nguyên có rất nhiều chủng tộc, bản thân nó đã có các loại quỷ tiên chủng tộc. Ở chỗ bọn hắn, vậy mà cũng có khái niệm thần, đây là điều khiến Chu Văn khá bất ngờ. Hừ, thần của dị thứ nguyên và thần của nhân loại các ngươi là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn, đối với nhân loại các ngươi, thần chỉ là một loại tín ngưỡng tinh thần, không phải tồn tại chân thật, còn ở dị thứ nguyên, thần là một chủng tộc, chứ không phải thứ gì đó hư vô lúc ẩn lúc hiện như trong tưởng tượng của nhân loại các ngươi. Từ sau khi Tầm Tích bái sư, nhìn Chu Văn thế nào cũng cảm thấy khó chịu, nói chuyện càng xiên xỏ hơn trước. Vậy thần vẫn chi mộ là nơi an táng tộc nhân của thần tộc phải không? Nếu đã như vậy thì chắc chắn thần tộc sẽ vô cùng hiểu biết về nơi đó, sao bọn hắn không tự đi sấm quang? Chu Văn hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Nếu thần tộc không chết hết thì sao nơi đó lại được gọi là thần vẫn chi mộ? Tầm Tích nói sơ lược sự việc một lần. Thần tộc vốn là một chủng tộc vô cùng cường đại ở dị thứ nguyên, là tồn tại có thể sánh vai với tiên tộc, thần tiên lưỡng tộc tranh bá dị thứ nguyên, gần như khó phân hơn thua suốt một thời gian dài. Nhưng bỗng một ngày, phát nguyên địa của thần tộc bất ngờ bị hủy diệt, sau đó thần tộc cũng diệt vong, hiện giờ gần như không còn thần tộc sống sót. Về việc thần tộc bị hủy diệt thế nào, đến nay chưa một tuyên bố chính xác nào. Tuyên bố được chấp nhận nhất là bị tiên tộc tiêu diệt, nhưng tiên tộc vẫn luôn không chấp nhận chuyện này, cho nên không ai xác định được tình huống thực sự. Rất nhiều chủng tộc trong dị thứ nguyên đều biết trước kia nơi đó là một tòa thần sơn vô cùng hùng vĩ, thần sơn kia gần như có thể sánh với một phương thế giới, có thể dung nạp mọi sự vật, bên trong có vô số vật thần kỳ. Nhưng trong một đêm kia, thần sơn biến mất hoàn toàn, vị trí thần sơn tọa lạc biến thành một hồ nước sâu không lường được, sau đó có rất nhiều cường giả của các tộc tiến vào, muốn tìm hiểu bí mật bị diệt chỉ trong một đêm, kết quả đều một đi không trở lại, căn bản không có bất cứ sinh vật nào có thể từ trong đó đi ra. Trầm luân chi địa, là ý nói vùng đất thần sơn chìm trong đó, cũng có ý là vạn vật trầm luân, bất cứ sinh vật gì cũng không dám tiến vào trong đó. Nếu không có Ma Phương mở ra trầm luân chi địa để chiến đấu, sợ rằng cường giả dị thứ nguyên sẽ không dám tiến vào trong đó. Hiểu biết của dị thứ nguyên với trầm luân chi địa, cũng không nhiều hơn nhân loại, sau khi trải qua sự phân tích trước sấm quang, bọn hắn cũng mới hiểu rằng Hoàng Kim quả thực sự chỉ là một đạo cụ để rời khỏi trầm luân chi địa, chứ không phải mấu chốt thực sự trong trầm luân chi địa. Ngay cả cường giả mạc thế cấp, cũng không muốn tùy tiện đi vào trầm luân chi địa mạo hiểm, nếu không làm gì đến lượt nhân loại đi hái được Hoàng Kim quả. Hiện tại ngươi đã biết bí mật thực sự của trầm luân chi địa, ngươi còn dám đi sấm quan không? Tầm Tích nhìn Chu Văn khiêu khích nói. Nghe ngươi nói vậy, ta thật sự có chút không dám rồi. Chu Văn cười nói. Hừ. Tầm Tích có chút bực bội, nhưng cũng biết nếu lúc này Chu Văn đi sấm quan, thực sự có chút ép buộc. Ngay cả những đại lão mạc thế cấp của dị thứ nguyên cũng không dám mạo hiểm một cách dễ dàng, bảo một nhân loại như Chu Văn đi sấm quan dưới tình huống gần như sẽ phải chết, chỉ cần đầu óc bình thường, chắc chắn sẽ không lựa đi vào lúc này. Ngươi dám không? Chu Văn hỏi ngược lại. Ta không dám thì thế nào, ta không phải lão sư người ta. Tầm Tích tức giận nói. Vậy thì đúng lúc, là sư phụ của ngươi, hôm nay ta sẽ dạy ngươi vài thứ. Chu Văn nói. Hiện tại ngươi muốn xông vào trầm luân chi địa. Tầm Tích trợn to mắt nhìn Chu Văn, ánh mắt hệt như đang nhìn kẻ đần độn. Đúng vậy, có thể làm sư phụ ngươi, tất nhiên phải dạy ngươi chút gì đó, nếu không sao có thể xứng làm sư phụ ngươi được. Chu Văn cười nói. Tất nhiên không phải hắn muốn dạy Tầm Tích điều gì, cũng không phải lấy tính mạng của mình ra mạo hiểm, sở dĩ lúc này hắn lựa chọn đi sấm quan, là vì hắn thấy được thứ gì đó trong trầm luân chi địa. Trước đó Chu Văn không quá để ý đến trầm luân chi địa, nhưng lúc mấy người Minh Tú đi sấm quan, Chu Văn đã nhìn rất nghiêm túc, đặc biệt là lúc Minh Tú sấm quan, trong lòng Chu Văn có chút lo lắng. Tuy hắn đã dạy mấy người Minh Tú cách qua cửa hái quả táo vàng, nhưng dù có chắc chắn 10 phần, trong lòng vẫn có chút để ý. Cho nên Chu Văn nhìn một cách rất nghiêm túc, cũng vì vậy, hắn thấy được một thứ gì đó, thứ mà hắn vốn cho rằng không thể nào tồn tại ở dị thứ nguyên. Đó là một hình vẽ bàn tay nhỏ, ngay trên hoàng kim quả thụ kia, là dấu hiệu của phụ bản di động tải xuống, vậy mà dị thứ nguyên cũng có dấu hiệu bàn tay nhỏ, điều này khiến người ta có chút giật mình. Nguồn gốc của di động, càng thần bí hơn so với Chu Văn tưởng tượng, ngay cả dị thứ nguyên cũng có dấu hiệu của nó, vậy người chế tạo ra di động rốt cuộc là tồn tại thế nào, khiến Chu Văn không thể nào tưởng tượng nổi. Vốn sau khi Tần Trang sấm quang, Chu Văn đã muốn đi lên chụp lấy hình vẽ bàn tay nhỏ kia, kết quả lại bị Trung Tử Nhã và Lưu Vân giành trước. Nhưng cũng không có vấn đề gì, chỉ cần tải xuống hình vẽ bàn tay nhỏ kia, thử sấm quang trong trò chơi, có kinh nghiệm hắn vẫn có thể đi ra mà không tổn hại một sợi tóc. Đương nhiên, Chu Văn tự tin như vậy, vẫn còn nguyên nhân quan trọng khác, hắn phát hiện Vương Chi Thắng Tức mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn, đây cũng là sự tự tin và đảm bảo của hắn. Ta không biết nên nói ngươi là không biết hay là không biết sợ, ngươi muốn tìm chết, ta cũng không ngăn cản ngươi, ngươi chết cũng đừng trách ta, ta không hề ép buộc ngươi. Theo cái nhìn của Tầm Tích, nếu Chu Văn thật sự đi, chẳng khác nào chịu chết. Chu Văn không nói nhiều, chỉ đi về phía Ma Phương. Đã lâu không thử tiến vào Ma Phương rồi. Chu Văn đứng trên Ma Phương, trong lòng có chút cảm khái, nếu có thể lựa chọn, hắn chấp nhận chơi game, chứ không phải để bản thân đi mạo hiểm. Chẳng qua bây giờ ý nghĩa của thứ nguyên lĩnh vực khác biệt, nếu có thể tải xuống được, sẽ có trợ giúp không nhỏ với hiểu biết sau này về dị thứ nguyên. Theo Ma Phương sáng lên, bóng dáng Chu Văn cũng biến mất trên Ma Phương. Là Chu Văn. Người chủ trì Tô Y nhìn thấy bóng dáng Chu Văn xuất hiện trong hồ sương mù, ngạc nhiên kêu lên, một tiếng Chu Văn này như có ma lực khủng khiếp, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vì mấy người Minh Tú, hiện tại tất cả mọi người của các liên bang đều muốn biết rốt cuộc Chu Văn có dáng dấp thế nào, là một người thế nào, bọn hắn thật sự quá tò mò. Ấn tượng đầu tiên không được xem là kinh diễm, không ít người tỏ ra thất vọng. Chu Văn nhìn cũng được xem là điềm đạm thanh tú, nhưng lại không tràn ngập sự quyến rũ hoang dại nam tính như Trung Tử Nhã, cũng không cao quý như thần tử giống Lưu Vân, thậm chí cũng không giàu dạt thanh xuân như Minh Tú Phong Thu Nhạn. Chu Văn mà người ta cảm nhận chính là một người bình thường với dáng vẻ đoan chính thanh tú, nếu cố gắng nói ra ưu điểm thì chính là dáng người cũng không tệ, vóc dáng cao gầy khỏe mạnh rất có phẩm cấp, không phải loại vai u thịt bắp. Làm liều. An Thiên Tá đập bàn một cái, sắc mặt vô cùng khó coi. Trước đó mấy người Minh Tú sấm quan còn chưa tính, khi đó còn có hoàng kim quả tồn tại, cũng không có nguy hiểm quá lớn, nhưng hiện tại hoàng kim quả đã bị hái hết rồi, không ai biết lúc này vào trong đó sẽ xảy ra chuyện gì, làm thế nào từ bên trong đi ra là cả một vấn đề. Có chút thành tựu nho nhỏ đã bắt đầu kiêu ngạo, sao tương lai có thể làm được việc lớn. An Thiên Tá buồn bực trong lòng, giọng điệu cũng rất không vui. Đốc quân đừng quá lo lắng, có đám Phong Thu Nhạn và đại ca nhị ca dò đường, có lẽ trong lòng Văn thiếu gia đã biết trước, nếu không hắn sẽ không đi vào. An Sinh ở bên cạnh an ủi. Ai là ca của hắn? Mấy thứ đồ chơi kia cũng xứng làm ca. An Thiên Tá càng tức giận. Mấy kẻ ngu ngốc kia mà gọi là dò đường sao? Kia gần như là con đường cùng, cũng chỉ có tiểu tử thối kia mới có thể có loại bằng hữu trâu chó nên bắn chết kia thôi. An Sinh không dám nói tiếp, nhỏ giọng than thở một câu chỉ mình có thể nghe được. Chỉ ngươi xứng. Ngươi nói cái gì? An Thiên Tá hung dữ trợn mắt nhìn hắn. Ta nói Văn thiếu gia chỉ có một người thân ca là ngài, hai tên giả mạo chẳng biết xấu hổ kia, quá đáng thật. An Sinh lòng đầy căm phẫn nói. Ai là thân ca của hắn? An Thiên Tá ta lại có loại đệ đệ ngu ngốc như vậy sao? An Thiên Tá hừ lạnh một tiếng, đổi đề tài tiếp tục nói. Lấy đan binh tác chiến phục nghiên cứu gần đây ra đây. Đốc quân ngài muốn làm gì? An Sinh bỗng chấn động. Không làm gì cả, ta lấy ra xem không được sao? An Thiên Tá lạnh lùng nói. A Sinh, gần đây càng ngày ngươi càng nói nhiều, có phải mệnh lệnh của ta còn cần được ngươi phê chuẩn hay không? Đốc quân, ta nào dám, ta đi lấy. An Sinh vội vàng hành lễ lui ra ngoài, trong lòng đang tự cầu nguyện. Văn thiếu gia tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, nếu không thì to chuyện rồi, nói không chừng còn phải đền một cái mạng nữa. Chu Văn lơ lửng trên mặt hồ, cảm thấy thân thể đang bị một sức mạnh kỳ lạ áp chế, cảm giác này không hề xa lạ, trước đây lúc hắn vẫn còn nhỏ, đã từng đến dị thứ nguyên, lúc ấy khắp nơi trên dị thứ nguyên đều tràn ngập sức mạnh này, sinh vật dưới thần thoại cấp, vốn không có không gian sống sót trong dị thứ nguyên. Ngay cả việc nhìn thế giới này trông thế nào cũng khó có khả năng. Nhân loại trên địa cầu có thể thấy được Hồ Trầm Luân, là vì hình ảnh từ Ma Phương truyền lại đã che chắn sức mạnh này quấy nhiễu, thân ở trong đó cũng không có loại phúc lợi này. Nhưng với trình độ của Chu Văn hiện tại, tất nhiên sức mạnh như vậy không làm gì được hắn. Vì có sự tồn tại của tầm tích nên Chu Văn không sử dụng thân phận của nó, có vài thứ không tiện lấy ra dùng, sau khi trầm ngâm suy nghĩ, trực tiếp triệu hồi ra một phối hợp sủng. Phối hợp sủng Chu Văn triệu hồi ra, chính là Ma Anh vừa mới tỉnh lại trong ngủ say không lâu. Lần trước trong giếng cổ, Chu Văn đã lấy được sạc pin quý báu của di động, đồng thời còn phát hiện một bộ xương khô, trên bộ xương khô có đeo một sợi sâu chuỗi pha lê màu tím, Ma Anh nuốt vào tinh thể màu tím liền tiến vào trạng thái tiến hóa, trước đây vẫn không cách nào triệu hồi ra được, nhưng gần đây lúc Chu Văn dạy bảo đám Minh Tú, mới cảm nhận được liên kết tinh thần với Ma Anh lần nữa. Sau khi Ma Anh tiến hóa, đã đạt đến thiên tai cấp. Ma Anh, thiên tai, có thể tiến hóa. Mệnh cách, thứ nguyên chi tử. Mệnh hồn, vô thượng chân ma. Vòng quay vận mệnh, nhất chuyển. Khủng cụ hóa, đại ma vương, cấp S. Thiên tai lĩnh vực, ma vực, thiên giới cấp. Tân thế giới, ma giới. Sức mạnh, 1000. Tốc độ, 1000. Khí lực, 1000. Nguyên khí, 1000. Kỹ năng thiên phú, ma kiếm, và thiên linh, kèn sona. trạng thái phối hợp, không. Thuộc tính cao nhất của huyền đế thiên tai đều là 999, đã khiến Chu Văn rất kinh diễm, cho rằng đó là sinh vật thiên tại đỉnh cao nhất, không thể nào còn thuộc tính cao hơn nữa. Vậy mà Ma Anh lại tiến hóa đến thiên giới giai, hơn nữa tất cả các thuộc tính đều là 1000, còn lớn hơn một điểm so với huyền đế, quan trọng hơn là Ma Anh vẫn còn có một năng lực mới của tân thế giới, không biết có tác dụng gì. Căn cứ kinh nghiệm suy đoán trước kia, lúc Ma Anh đang ở khủng cụ cấp đã có được thiên tai lĩnh vực, vậy hiện tại Ma Anh ở thiên tai cấp, có thể có được năng lực tân thế giới này, sợ là năng lực chỉ mạt thế cấp mới có được. Chu Văn dám đi vào chụp ảnh, Ma Anh cũng là một sức mạnh quan trọng. Hình tượng Ma Anh cũng không thay đổi quá lớn, vẫn dáng vẻ tử y nữ hài, trong lòng ôm một thanh ma kiếm, và thiên linh và kèn sona đều đã biến mất, không biết chúng đã bị nàng ta giấu đi đâu. Mọi người nhìn thấy Chu Văn triệu hồi ra phối hợp sủng, hơn nữa còn là phối hợp sủng nhân loại có dáng vẻ nữ đồng, đều cảm thấy rất mới mẻ. Vài nhân loại sấm quan thành công trước đó, tuy cũng đều sử dụng phối hợp sủng, nhưng tất cả đều dùng võ khí hoặc các loại hình thái áo giáp khác nhau xuất hiện, chủ yếu sức chiến đấu vẫn là bản thân nhân loại. Chu Văn trực tiếp triệu hồi phối hợp sủng nguyên sinh hình thái ra, có lẽ định lợi dụng phối hợp sủng làm chiến lược chính, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Theo thủ hộ giả và đại ngôn nhân xuất hiện càng ngày càng nhiều, tác dụng của phối hợp sủng nhân loại dường như càng ngày càng yếu, rất ít phối hợp sủng có thể đối kháng với đại ngôn nhân cao nhất, ở trường hợp này, tỷ suất phối hợp sủng xuất hiện càng ngày càng thấp. Đặc biệt là trận chiến đấu đỉnh cao do phối hợp sủng thuần túy chủ đạo cũng càng ngày càng ít. Rất nhiều người đều đang mong chờ, muốn biết phối hợp sủng hình người trông vừa đáng yêu lại vừa lãnh khốc này của Chu Văn, rốt cuộc có năng lực thế nào. Sau khi Ma Anh xuất hiện, lơ lửng bên cạnh Chu Văn, nhìn thoáng qua mặt hồ, ma kiếm đang ôm trong lòng đột nhiên tự nhảy ra khỏi vỏ kiếm, chui thẳng vào trong hồ. Ma kiếm nho nhỏ lao vào trong hồ, gần như không có gợn sóng gì, sau một lát, mặt hồ bỗng nhộn nhạo gợn sóng, một bụng quái vật lật ngửa nổi lên. Theo con quái vật chết giống như bạch tuộc kia, sương mù trên hồ sương mù lại tan đi, lộ ra mặt hồ trong veo, hòn đảo nhỏ và hoàng kim quả thụ cách đó không xa. Đúng là phối hợp sủng lợi hại. Mẹ kiếp, những người bên cạnh Chu Văn đã mạnh thì thôi đi, ngay cả phối hợp sủng cũng mạnh như vậy. Quỳ gối xin được xem xuất xứ của phối hợp sủng này. Phối hợp sủng cũng có thể mạnh như vậy sao? Ma Anh lần đầu làm nổi bật tâm tư của nhân vật khiến tất cả liên bang đều kinh diễm, đã rất lâu rồi không thấy phối hợp sủng mạnh như vậy xuất hiện, khiến những người nghi ngờ với năng lực của phối hợp sủng, trong lòng có một chút an ủi. Chỉ là trong lòng mọi người vẫn đang nghi ngờ, đã không còn quả táo vàng, cho dù Chu Văn đứng được trước cây táo vàng thì có năng lực làm gì? Chẳng lẽ muốn đào cả cây táo vàng về sao? Chu Văn dẫn theo Ma Anh đi về phía hoàng kim quả thụ, cả đoạn đường đều không còn nguy hiểm gì khác, thuận lợi lên bờ, đi đến trước cây táo vàng. Mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào Chu Văn, xem rốt cuộc hắn có ý định gì, không còn quả táo nào, hắn có năng lực làm gì. Một giây sau, mọi người đều mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Chu Văn bày ra một chiếc điện thoại di động, chụp cây táo vàng một tấm, dáng vẻ kia không giống đang sắm quan, mà như du khách đến điểm du lịch, đang chụp lại ảnh phong cảnh làm kỷ niệm. Thứ nguyên lĩnh vực của dị thứ nguyên vốn làm cho người ta cảm thấy nguy cơ trùng trùng, bỗng như biến thành không còn nguy hiểm gì nữa. Hắn đi sắm quan hay đang đi du lịch? Trong lòng mọi người bất chợt xuất hiện một nghi vấn. Việc Chu Văn chụp vài tấm hình với hoàng kim quả thụ, thực ra cũng là giả vờ, thực sự cần chỉ là chụp hình vẽ bàn tay nhỏ trên hoàng kim quả thụ mà thôi. Sau khi chụp được hình vẽ bàn tay nhỏ, hình ảnh di động cũng hiện lên dòng chữ đang tải phụ bản, Chu Văn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Quả nhiên có thể tải phụ bản, chẳng lẽ nguồn gốc di động có liên quan với dị thứ nguyên sao? Trong lòng Chu Văn thầm suy nghĩ. Lúc trong lòng đang nghĩ, hắn cũng không rảnh rỗi, lại triệu hồi một phối hợp sủng ra. Đó là đế quân Bỉ Mông đã rất lâu không dùng đến, đế quân Bỉ Mông khó khăn lắm mới đạt được đến cánh cửa thiên tai cấp, tất nhiên không thể mạnh như Ma Anh được. Nhưng dùng để làm vài công việc cần thể lực, đế quân Bỉ Mông lại vô cùng thích hợp. Mọi người nhìn thấy đế quân Bỉ Mông hùng tráng kia xuất hiện, nhất thời liên tưởng đến gì đó, trong đầu hiện lên một suy nghĩ, không phải hắn muốn đào hoàng kim quả thụ lên đấy chứ. Rất nhanh, nghi ngờ trong lòng bọn hắn đã có đáp án, bởi vì đế quân Bỉ Mông thật sự bắt đầu đào gốc móc cây, móng vuốt khổng lồ sắc bén bắt lấy gốc hoàng kim quả thụ. Chỉ nghe ken một tiếng, móng vuốt mạnh mẽ của đế quân Bỉ Mông, vậy mà chỉ để lại một đạo bạch ngân trên rễ cây, kia không được xem là tổn thương. Chu Văn không cảm thấy bất ngờ, ra lệnh cho đế quân Bỉ Mông đi đào đất bên cạnh cây lên, lần này tuy đào không sâu, nhưng lại có thành quả, đào khoét được một ít đất ra. Mẹ kiếp, hắn thật sự muốn đào gốc hoàng kim quả thụ kia lên luôn à? Đây đúng là một kẻ tàn nhẫn, người khác cũng chỉ hái quả thôi, đến hắn thì tốt rồi, ngay cả cây cũng không tha, việc đó có khác gì đào cả phần mộ tổ tiên người ta lên. Quá độc ác. Nhưng mà ta thích. Mọi người xôn xao bàn tán, mọi chú ý đều dồn về đế quân Bỉ Mông đang đào gốc cây, muốn biết rốt cuộc đế quân Bỉ Mông có thể đào được gốc hoàng kim quả thụ kia lên hay không. Chu Văn ở bên cạnh lấy di động ra chơi cũng không ai chú ý nữa rồi. Chu Văn cầm điện thoại di động thần bí, vẫn luôn chú ý đến tiến độ tải phụ bản, sai đế quân Bỉ Mông đào cây, thực ra chỉ là dời đi lực chú ý của người khác thôi, hắn không hề cho rằng đào gốc cây lên thật sự có thể qua cửa thứ nguyên lĩnh vực này. Điện thoại vẫn là hình ảnh đang tải xuống, Chu Văn cũng không biết lúc nào mới hoàn tất tải xuống, chỉ có thể ở bên cạnh ra vẻ bình tĩnh nhìn đế quân Bỉ Mông đào cây. Hắn không hy vọng đế quân Bỉ Mông đào quá nhanh, thật sự sẽ đào gốc cây kia lên, hắn cũng không biết nên làm gì tiếp theo, trước khi chưa dùng phụ bản di động dò xét rõ ràng phía sau thứ nguyên lĩnh vực, Chu Văn không dám tùy tiện đi ra phía sau. May mà bùn đất phía dưới hoàng kim quả thụ kia cứng rắn một cách đáng sợ, đế quân Bỉ Mông thiên tai cấp, với sức mạnh sở trường, mỗi lần chỉ có thể đào ra một số bùn đất không nhiều, dựa theo tốc độ này, có lẽ mất thời gian nửa ngày cũng chưa chắc đã đào lên được gốc hoàng kim quả thụ kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người nhìn chằm chằm vào hình ảnh, nhưng nhìn mãi, 2-3 tiếng trôi qua, vẫn là hình ảnh đế quân Bỉ Mông đang đào cây, rất nhiều người xem đã mệt rã rời. Không được, ta phải đi ngủ một lát, chờ hắn đào xong gọi ta quay lại. Nhìn tình hình này, muốn đào được gốc cây kia lên, ít nhất còn phải mất mấy tiếng nữa, ta cũng phải đi ngủ một lát đây. Không ít người đã đi ngủ trước, liên tục nhìn nhiều nhân loại sấm quang, lúc này lại nhìn cảnh đào cây lâu như vậy, không buồn ngủ mới là lạ. Trong lòng Chu Văn cũng sốt ruột, tải lâu như vậy mà màn hình vẫn là đang tải xuống. Đột nhiên, Chu Văn nghe thấy một tiếng động như tiếng kim thiết vang lên, nhất thời bị hoảng sợ, vội nhìn về phía đế quân Bỉ Mông đang đào cây. Vừa nhìn đã phát hiện ra điểm khác thường. Đế quân Bỉ Mông đã đào lớp bùn đất dưới gốc cây sâu hơn nửa thước, phía dưới lộ ra một vật thể màu đen hoàn toàn khác với màu bùn đất. Tiếng kim thiết kia vang lên, chính là tiếng móng vuốt đế quân Bỉ Mông đụng phải vật thể màu đen kia phát ra. Chu Văn cẩn thận quan sát một lúc, cũng chỉ nhìn thấy thứ kia giống như kim loại hoặc như đá, chỉ lộ ra một phần nhỏ, hơn phân nửa vẫn còn vùi trong bùn đất. Thấy thứ kia có vẻ như không có gì nguy hiểm, Chu Văn ra lệnh cho đế quân Bỉ Mông tiếp tục đào dọc theo vật thể màu đen. Không phải Chu Văn không muốn trực tiếp đào vật thể màu đen kia lên, thật sự là mức độ cứng rắn của thứ kia không thua gì hoàng kim quả thụ, móng vuốt của đế quân Bỉ Mông căn bản không thể để lại dấu vết trên đó, không thể nào phá vỡ được. Vật thể màu đen còn lớn hơn cả tưởng tượng của Chu Văn, đế quân Bỉ Mông đào dọc theo vật thể màu đen, càng đào càng lớn, giống như vật thể màu đen dưới lớp bùn đất không phải kim loại cũng không phải đá, căn bản không thấy được rìa. Đào khoét suốt mấy tiếng đồng hồ, vẫn không đào được đến rìa, đến mức đã đào hết xung quanh hoàng kim quả thụ ra, hiện tại đã có thể nhìn thấy rõ ràng, hoàng kim quả thụ đang cắm rễ vào vật thể màu đen kia, muốn nhổ được gốc hoàng kim quả thụ kia ra thì phải đập vỡ vật thể màu đen, nếu không thì không thể nào. Xem ra muốn đào cả gốc hoàng kim quả thụ lên là chuyện không thể nào rồi. Những người theo dõi cũng nhìn ra được tình cảnh khó khăn hiện tại của Chu Văn, đều đang chờ đợi hành động tiếp theo của hắn. Chu Văn nhìn vật thể màu đen phía dưới khẽ nhíu mày, vẫn chưa đợi hắn hành động, ma kiếm của Ma Anh trong lòng đã tự động bay ra. Ma kiếm nho nhỏ lập tức nhắm vào rễ hoàng kim quả thụ, phật phật một tiếng đâm vào. Hoàng kim quả thụ cứng rắn kia bị ma kiếm đâm thủng, ma kiếm như một mũi khoan xuyên vào, bỗng chốc biến mất không thấy nữa, chỉ nghe thấy tiếng rắc 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 từ bên trong truyền ra, còn có bột phấn bắn ra tung tóe. Lực công kích của ma kiếm trở nên mạnh như vậy từ khi nào chứ? Chu Văn thầm ngạc nhiên trong lòng. Ban đầu lúc Ma Anh đạt được ma kiếm, sức mạnh ma kiếm cũng không mạnh như thế, hiện tại ma kiếm đã có sức mạnh đến vậy, đế quân Bỉ Mông thiên tai cấp cũng không thể nào làm tổn thương gì đến hoàng kim quả thụ, vậy mà lại bị ma kiếm dễ dàng đâm thủng, đây là sức mạnh của bản thân ma kiếm, chứ không phải sức mạnh của Ma Anh thêm vào trên thân nó. Xem ra sức mạnh của bản thân ma kiếm cũng có thể lớn dần theo sự lớn dần của Ma Anh, đối với năng lực này của Ma Anh, Chu Văn vô cùng hâm mộ. Chu Văn chỉ là hâm mộ, còn những người xem đã giật mình nói không nên lời, lực công phá mà ma kiếm bày ra khiến mọi người có chút khó tin. Âm vang. Chưa được bao lâu, đã nghe một tiếng vang thật lớn, hoàng kim quả thụ vốn đang cắm rễ trong vật thể màu đen, theo rễ cây dần bị chặt đứt, cả cây ầm ầm ngã sập sang một bên mặt đất. Sau khi hoàng kim quả thụ ngã xuống, tại vị trí ban đầu của nó, vậy mà xuất hiện một cửa hang tối đen như mực, vuông góc thông xuống phía dưới, liếc mắt nhìn qua không thấy đáy, tối đen như một vực sâu không đáy. Chẳng lẽ thật sự là chó ngáp phải ruồi, tìm được mấu chốt của thứ nguyên lĩnh vực sao? Chu Văn kinh ngạc trong lòng, hắn đào cây chỉ vì kéo dài thời gian, ai ngờ thật sự có phát hiện. Thì ra dưới hoàng kim quả thụ có một động thiên riêng, quả nhiên việc Chu Văn đào cây có ý nghĩa sâu xa. Cổ giáo thụ, ngài cảm thấy trong hang động kia sẽ có gì? Tô Y hoàn toàn đã hiểu sai ý đồ của Chu Văn rồi, nhưng quan điểm này của nàng ta lại giống với suy nghĩ của phần lớn người khác, ai ai cũng đều cho rằng Chu Văn đã đoán được có tồn tại một hang động ngầm từ trước. Không biết, mọi thứ đều không rõ ràng. Cổ giáo thụ nặng nề nói. Nếu lúc trước sấm quang, có những dị tộc nhân để tham khảo thì mọi thứ Chu Văn gặp phải lúc này đều không thể biết được, độ khó không thể sánh nổi so với trước, hiện tại ta chỉ mong hắn có thể bình yên vô sự trở về. Rất nhiều người theo dõi trực tiếp, đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào hình ảnh, đúng như lời cổ giáo thụ nói, hiện tại mỗi một bước đi của Chu Văn, đều là thử thách với những ẩn số không biết, càng khiến người ta cảm thấy khẩn trương hơn so với những trận chiến đã biết kết quả thế nào trước đó. Chu Văn nhìn thoáng qua hang động, cũng không định vào, hiện tại hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, dù thế nào cũng phải chờ di động tải xong phụ bản rồi hãy nói. Bên này hắn bất động thì Ma Anh lại động, trực tiếp nhảy vào trong hang động như vực sâu không đáy kia, trong lòng Chu Văn hoảng hốt, muốn gọi Ma Anh trở lại, cũng không còn kịp nữa. Sau khi Ma Anh nhảy vào hang động, liên hệ với hắn bỗng bị tách ra, chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của Ma Anh, nhưng không thể truyền thông tin trên tinh thần được. Suy nghĩ một chút, Chu Văn triệu hồi đế quân Bỉ Mông trở về rồi cũng nhảy vào theo. Với hiểu biết của hắn về Ma Anh, nàng sẽ không ngu ngốc đi chịu chết, phía dưới chưa hẳn đã nguy hiểm như trong tưởng tượng. Tiểu tử thối kia, đúng là một tên ngu xuẩn không có não. An Thiên Tá tức muốn nổ phổi, ngay cả thăm dò và điều tra tối thiểu đều không có, vậy mà đã nhảy thẳng xuống, đây thực sự là đang tìm đường chết. An Sinh ở bên cạnh không dám nói gì, hắn cũng không biết nên giải thích thay Chu Văn thế nào, hành vi như vậy thật quá liều lĩnh. 2. Vẫn là còn quá trẻ tuổi, bị vài lần thành công trước đó làm mụ mị đầu óc, thậm chí công việc đơn giản nhất là điều tra cũng không làm, cứ như vậy đã nhảy xuống. Cổ giáo thụ thở dài lắc đầu. Bây giờ ngay cả rất nhiều anti-fan của cổ giáo thụ cũng cảm thấy hắn nói có lý, xem ra lựa chọn của Chu Văn thực sự quá hấp tấp rồi. Bọn hắn đâu biết rằng, Chu Văn không có lựa chọn, dù gì cũng không thể để một mình Ma Anh xuống đó mạo hiểm. Theo Chu Văn nhảy vào hang động ngầm, hình ảnh Ma Phương cũng rơi vào bóng tối, một thời gian thật dài sau, mới đột nhiên trở nên sáng ngời lên. Vì hào quang quá chói mắt nên đôi mắt khó có thể chịu được, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh huyễn quang, không nhìn thấy được gì, đợi một lúc lâu, ánh mắt từ từ thích ứng với ánh sáng chói mắt kia, mới dần dần thấy rõ hình ảnh. Cảnh tượng lọt vào tầm mắt chấn động lòng người, đó là một tòa cung điện to lớn, to không biết gấp bao nhiêu lần so với cung điện của nhân loại, mỗi một gốc cột đều cao trăm trượng, các loại đồ dùng cũng to đến kinh người, ngay cả bậc thang trong cung điện, bậc thứ nhất cũng phải cao hơn 10 thước. Ở bậc thang cuối cùng kia là một ngai vàng cao gần trăm thước, phía trên đang có một sinh vật hình người toàn thân được áo giáp vàng bao bọc. Sinh vật kia trông rất giống nhân loại, nhưng kích thước hình thể lại khổng lồ hơn nhân loại rất nhiều. Trước cung điện và sinh vật khổng lồ kia, Chu Văn và Ma Anh nhỏ bé hệt như một con kiến, cho dù những nhân loại quan sát thông qua phát sóng trực tiếp, trong lòng cũng không thể tránh khỏi cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé. Đột nhiên, Hoàng Kim Cự Nhân ngồi trên ngôi báu mở mắt, đôi mắt xanh biếc như biển rộng, trên trán hắn còn có một con mắt thẳng đứng màu vàng, ba con mắt lạnh lùng chăm chú nhìn Chu Văn và Ma Anh trước mặt, như thần linh đang nhìn xuống phàm nhân. Người bình thường chỉ cảm thấy Hoàng Kim Cự Nhân này có khí thế kinh người, giống như thần ma, nhưng cường giả dị thứ nguyên đang xem trận chiến lại chấn động tinh thần, gần như muốn kêu lên thành tiếng. Tam nhãn thần tộc. Định lực của Tầm Tích không thể nào so với những lão quái vật đó, trực tiếp thốt lên. Gì mà tam nhãn thần tộc? Lý Huyền đang nghe truyện trên TV Audio CV bên cạnh nhìn nàng hỏi. Đó chính là thần tộc đã tiêu vong chỉ sau một đêm trong truyền thuyết, con mắt hoàng kim dựng thẳng kia, chính là chứng minh huyết thống cao quý của thần tộc, không ngờ vậy mà thần tộc chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Vẫn còn huyết thống thuần khiết của thần tộc tồn tại trên đời. Sắc mặt Tầm Tích phức tạp tiếp tục nói. E là Chu Văn không về được rồi. Chủng tộc của dị thứ nguyên cũng không có gì tài ba lắm, không phải trước kia lão Chu chưa từng giết qua, một vị thần tộc có gì đặc biệt hơn người. Lý Huyền biểu môi nói. Ngươi thì biết cái gì, con mắt hoàng kim dựng thẳng kia chính là huyết thống cao quý nhất trong thần tộc, trời sinh cường giả, có được sức mạnh không gì sánh bằng, cũng là tồn tại hiếm hoi trong thần tộc, có thể đối kháng với những dị tộc mạnh nhất, sao nhân loại có thể đối kháng được, Chu Văn chắc chắn sẽ phải chết. Tầm Tích nói một cách rất chắc chắn. Không phải ngươi muốn nói, thứ đồ chơi kia là mạt thế cấp chứ? Lý Huyền rung giọng hỏi. Đâu chỉ là mạt thế cấp, cho dù ở mạt thế cấp, Tam Nhãn thần tộc cũng là tồn tại cường đại đứng đầu, là tồn tại có thể đối kháng với tiên tộc trong thời kỳ đỉnh cao năm đó. Tầm Tích thở dài nói. Quả nhiên Tam Nhãn thần tộc vẫn còn có người sống sót. Quỷ Tích Thánh Chủ nhìn thấy Tam Nhãn thần tộc, cũng không quá ngạc nhiên. Trước đây, chỉ trong một đêm thần tộc và cả thần Sơn đồng khởi bị phá hủy, dù tiên tộc như mặt trời giữa ban trưa cũng không có năng lực như vậy, trong đó chắc chắn có chút kỳ lạ. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, không ai có thể thăm dò ra sự thật trong đó mà thôi. Hiện tại Hoàng Kim Tam Nhãn thần tộc xuất hiện, Quỷ Tích Thánh Chủ muốn mượn cơ hội này để tìm hiểu sự thật năm đó thần tộc biến mất. Các thế lực dị tộc khác cũng đều có suy nghĩ như vậy, đều đang tập trung chú ý vào hình ảnh trên ma phương. Nhưng theo bọn hắn, một nhân loại chắc hẳn sẽ phải chết, căn bản không thể nào lật lên được sóng gió gì trước mặt Tam Nhãn thần tộc có con mắt hoàng kim dựng thẳng. Điều duy nhất khiến bọn hắn thấy hứng thú chính là Tam Nhãn thần tộc kia sẽ dùng cách gì để giết chết Chu Văn, để họ có thể thấy được Tam Nhãn thần tộc kia vẫn có vài phần sức mạnh như năm nào. Trong khoảnh khắc Chu Văn nhìn thấy Tam Nhãn thần tộc kia, có cảm giác như phụ thân bị đứa bé lừa dối, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là muốn chạy trối chết ngay lập tức, nhưng tòa thần điện này như bị một sức mạnh đặc biệt nào đó giam cầm, căn bản không thể sử dụng kỹ năng không gian chạy đi được. Kia không phải như quy tắc cấm kỵ, nếu không chắc chắn sư vực có thể phá giải được. Căn cứ vào kinh nghiệm của Chu Văn, loại sức mạnh này hẳn là một loại sức mạnh vô cùng thuần túy đến mức những sức mạnh khác không thể nào tồn tại trong sức mạnh này được, cho nên trong lĩnh vực của loại sức mạnh thuần túy này, trừ khi bản thân sức mạnh có thể đột phá được tính thuần túy của nó, nếu không thì không có bất cứ năng lực nào có thể sử dụng được. Tiểu anh ơi là tiểu anh, lần này ngươi gài bẫy phụ thân rồi. Chu Văn thử lui về phía sau, thân thể cũng không bị trói buộc. Tràn ngập khắp thần điện, chỗ nào cũng có sức mạnh thuần túy, áp chế tất cả năng lực, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào đến thân thể Chu Văn, loại đặc tính kỳ quái này, ngay cả Chu Văn cũng tặc lưỡi khó hiểu. Nhưng hiện tại hắn không có thời gian nghiên cứu những thứ này, hắn chỉ muốn rời khỏi Tam Nhãn thần tộc này càng xa càng tốt, dù không thể ra khỏi thần điện, chỉ cần cách xa hắn một chút cũng được. Khí tức Tam Nhãn thần tộc phát ra, khiến hắn cảm thấy vô cùng hung hiểm, tuy không thể nào đánh giá được chính xác cấp bậc sức mạnh của Tam Nhãn thần tộc, nhưng Chu Văn có một dự cảm mãnh liệt, hắn là tồn tại mạt thế cấp. Đưa tay kéo tay nhỏ của Ma Anh, muốn kéo nàng cùng lùi ra phía sau, nhưng Ma Anh lại hoàn toàn không có ý định lùi ra sau, vẫn cứ đứng đó không hề động đậy, đôi mắt nhìn chằm chằm Tam Nhãn thần tộc đang nhìn mình kia. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Tam Nhãn thần tộc chậm rãi đứng lên. Lúc hắn ngồi, khí thế vốn đã vô cùng áp bách, sau khi đứng lên, khí thế này lại càng thêm khủng bố, cho dù chỉ đang xem phát sóng trực tiếp trước màn hình, đã cảm thấy hắn là thần vương chi phối mọi thứ, giống như chỉ cần một ánh mắt, có thể tùy ý giết chết mọi sự vật. Trái tim Chu Văn nhảy vọt lên tận cổ họng, dùng lực lôi kéo, nhưng Ma Anh vẫn bất động, cứ như vậy nhìn Tam Nhãn thần tộc. Đứa nhỏ này, ngốc rồi sao? Không nên. Trong lòng Chu Văn thầm nghĩ. Tính cách Ma Anh thế nào, không ai rõ hơn Chu Văn, nàng thích nhất là trốn trong bóng tối đánh lén, sao có thể không phân biệt được nặng nhẹ, cố ý đứng như vậy chờ chết chứ? Chẳng lẽ Ma Anh có kế hoạch gì sao? Chu Văn nhìn Tam Nhãn thần tộc đang chậm rãi đi xuống bậc thang, cắn chặt răng, đứng đó không động đậy. Tiểu anh ơi là tiểu anh, ngươi tuyệt đối đừng gài bẫy ta. Chu Văn biết cho dù hoàn toàn không che giấu sức mạnh, chiến đấu trực diện với Tam Nhãn thần tộc này, sợ là cũng chỉ có 1% cơ hội sống sót. Tỷ suất 1% tỷ vẫn là cho Vương Chi Thắng Tức, chứ không phải vì sức mạnh của mình mà sống sót được. Đáng ra ta nên nghĩ đến, mỗi lần tiến vào chân chính thứ nguyên lĩnh vực đều gặp chuyện không may, ta không nên tới thì hay hơn. Chu Văn thầm thở dài, cũng chỉ có thể chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Chỉ là một nhân loại, đáng để một thần tộc cao quý đứng dậy giết hắn sao? Chẳng lẽ sức mạnh của tam nhãn thần tộc kia đã suy yếu đến mức như vậy? Quỷ Tích Thánh Chủ khẽ nhíu mày. Không chỉ hắn nghĩ vậy, những cường giả dị tộc trên cơ bản biết thần tộc đã từng huy hoàng, đều cho rằng tam nhãn thần tộc kia đứng dậy đi xuống, bản thân thật sự có chút mất thân phận rồi. Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc, ở mặt thế cấp cũng là đỉnh cao chiến lực, muốn giết sinh vật dưới mặt thế cấp, chẳng cần động đến một ngón tay, chỉ cần một ý niệm, dù có ngàn vạn sinh linh dưới mặt thế cấp, toàn bộ đều bị phá hủy thành tro. Nhìn thấy Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc đứng dậy đi xuống, cường giả dị tộc trên cơ bản đều cho rằng sức mạnh của hắn đã suy yếu đi rất nhiều, nếu không thể nào có hành vi như vậy. Nhân loại bình thường không biết sự đáng sợ của Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc đều đang bàn tán Chu Văn chém giết tam nhãn thần tộc kia thế nào. Không biết lần này thành chủ đại nhân có đích thân ra tay hay không? Hay là để cho phối hợp sủng đáng yêu kia chém giết Hoàng Kim Cự Nhân? Trước ma phương của Quy Đức Phủ, không ít người đang thảo luận vấn đề này, tất nhiên bọn hắn vô cùng tin tưởng Chu Văn. Ba đệ tử có thể tùy tiện được sát nhập lên bảng xếp hạng, Chu Văn lão sư này còn có năng lực chênh lệch đến mức nào? Nhân loại vô tri, Chu Văn chết chắc rồi. Tầm Tích hừ lạnh nói. Trong lòng nàng không hề chấp nhận bái Chu Văn làm thầy, cho nên cũng không có gì tương xứng với lão sư, những lời nàng nói đều phát ra từ nội tâm. Tiểu cô nương, ngươi đừng thấy cự nhân kia ngưu cao mã đại thì cho rằng hắn rất mạnh, trong những con quái vật Chu thành chủ chúng ta từng giết, còn to hơn hắn rất nhiều, không có gì hay ho, có lẽ cũng chỉ là chuyện vài ba nhát kiếm. Một lão nhân bên cạnh cười nhắc nhở Tầm Tích. Vài ba nhát kiếm sao? Ta thấy căn bản không cần vài ba nhát kiếm. Tầm Tích cười lạnh nói. Ta cũng cảm thấy như vậy, Chu thành chủ chúng ta là nhân vật như thần minh, giống như cự nhân, gần như chỉ cần một kiếm, nhiều lắm cũng chỉ hai nhát kiếm thôi. Lão nhân cho rằng Tầm Tích đồng ý với cách nói của hắn, cười hề hề nói. Bên cạnh rất nhiều thành dân đều sôi nổi phụ họa, cảm thấy lão nhân nói không sai. Phần lớn người bình thường ở Quy Đức Phủ thực sự xem Chu Văn như thần minh, trong lòng họ, Chu Văn là tồn tại vô địch, giết cự nhân có lẽ sẽ dễ như trở bàn tay. Cười đi, chờ lát nữa nhìn thấy Chu Văn bị tát một cái đã chết, ta xem các ngươi còn cười nổi không. Tầm Tích không muốn cãi cọ với thành dân không biết gì, trong lòng khinh thường nghĩ. Tam nhãn cự nhân kia mạnh lắm sao? Lý Huyền không phải người bình thường, tất nhiên hắn có thể cảm nhận được, tam nhãn thần tộc vô cùng mạnh, cho nên có chút lo lắng nhìn Tầm Tích hỏi. Mạnh sao? Ngươi hoàn toàn có thể tự tin dùng giọng điệu khẳng định hơn một chút. Cuối cùng Tầm Tích cũng bắt được cơ hội, nói như súng bắn liên hồi. Thời kỳ đỉnh cao của Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc, dù ở dị thứ nguyên cũng là tồn tại mạnh không gì sánh kịp, gần như có thể dùng từ vô địch. Tầm Tích nói xong, đột nhiên dừng lại, đôi mắt vẫn nhìn vào hình ảnh ma phương bỗng trợn tròn lên, đến mức cực hạn mà vẫn đang khuếch trương, hốc mắt đều sắp sửa không chứa nổi trong mắt nàng rồi. Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc chậm rãi đi xuống bậc thang, đi đến trước mặt Chu Văn và Ma Anh, đồng thời thò một bàn tay xuống. Trong lòng Chu Văn nhảy dựng lên, đã có ý định rút kiếm, nhưng bàn tay nhỏ của Ma Anh lại hơi dùng lực kéo hắn một cái, như đang nói với hắn rằng đừng căng thẳng. Ta sẽ tin ngươi một lần, ngươi đừng nên lừa ta nhé tiểu anh. Chu Văn kiềm chế kích động muốn rút kiếm lại, thầm nghĩ trong lòng. Mọi người đứng xem nhìn một bàn tay của Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc đang đè xuống, nhưng Chu Văn lại không hề động đậy, trái tim bỗng nhảy vọt lên cổ họng. Nhưng mọi người nhanh chóng ngạc nhiên phát hiện, bàn tay Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc không đập vào người Chu Văn và Ma Anh, mà đưa đến trước mặt hai người. Dáng vẻ khom lưng của Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc, không giống như đang khiêu khích, mà động tác giống như nam tử mời nữ sĩ khiêu vũ. Động tác này trong mắt nhân loại, chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng trong mắt những đại lão dị tộc có hiểu biết sâu sắc với thần tộc, đã sửng sốt ngay ra như phỏng. Tầm Tích đã mở to hai mắt nhìn từ lâu, như vừa gặp quỷ. Tất nhiên nàng biết rõ động tác này không phải đang mời khiêu vũ, nhưng cũng là một nghi thức mời đặc biệt của riêng thần tộc. Chu Văn vẫn nhìn sinh vật khủng bố trước mặt, không biết hắn có ý gì, lúc còn đang suy tư, Ma Anh hơi dùng lực kéo tay hắn, ra hiệu hắn giơ tay lên, nghênh về phía bàn tay của Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc. Chu Văn biết Ma Anh sẽ không hại hắn, chỉ hơi do dự một chút, liền chủ động đưa tay về phía bàn tay khổng lồ của Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc. Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc nhìn thấy bàn tay Chu Văn đưa qua, trong mắt hiện lên một tia khác thường, nhưng sự khác thường này cũng chỉ chợt lóe, động tác vẫn không thay đổi, bàn tay không hề động đậy. Cuối cùng, bàn tay Chu Văn đè lên bàn tay của Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc, hoặc có thể nói là đè lên một ngón tay của hắn. Tam Nhãn Thần Tộc thật sự quá cao lớn, một ngón tay cũng đã to hơn bàn tay Chu Văn rất nhiều. Trong khoảnh khắc hai bàn tay tiếp xúc, trên người Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc nở rộ hoàng kim thần mang kỳ dị, giống như ngàn vạn kim tuyến quấn quanh bàn tay Chu Văn. Trong lúc hoàng kim thần mang phóng ra, làm cả màn hình đều là một mảnh kim quang, gần như không nhìn rõ được hình ảnh bên trong. Thần chi minh ước giữa Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc và một nhân loại. Điều này sao có thể? Tầm Tích ngơ ngác nhìn hình ảnh, nhìn kim quang chói mắt, đầu óc không thể nào hoạt động được. Thần tộc là một chủng tộc vô cùng cổ xưa trong dị thứ nguyên, cũng là một tồn tại vô cùng độc đáo của rất nhiều sinh mệnh thể trong đó. Sức mạnh của thần tộc vừa sinh ra đã là đỉnh cao, không như những dị tộc khác có thể tiếp tục tăng cấp độ sức mạnh của mình. Phương pháp duy nhất có thể để thần tộc tiếp tục tăng cấp độ sức mạnh bản thân chính là thần chi minh ước. Đây là một nghi thức chỉ thần tộc mới có thể sử dụng, hoặc có thể nói là khế ước. Những chủng tộc dị thứ nguyên khác không thể nào dùng thần chi minh ước, cũng không phải nói thần chi minh ước sâu sắc đến mức nào, mà là vì thần chi minh ước cần phải có thể chất đặc biệt của bản thân thần tộc mới có thể phát huy tác dụng, không có thể chất đặc biệt của thần tộc, thần chi minh ước không thể thành công được. Hình thể đặc thù của thần tộc vốn là tam nhãn cự nhân, nhưng nếu thần chi minh ước thành công thì thân thể thần tộc sẽ phát sinh biến hóa kỳ lạ. Trong kim quang lấp lánh, thân thể Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc dần biến hóa, chỉ trong phút chốc đã hoàn toàn không còn hình dáng người nữa, hơn nữa hình thể cũng đang thần tốc thu nhỏ lại. Không bao lâu, Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc kia biến mất, chỉ còn lại một thanh Hoàng Kim Tam Xoa Kích tạo hình vô cùng đặc biệt nằm trong tay Chu Văn. Thanh Hoàng Kim Tam Xoa Kích kia có phần tương tự Phương Thiên Hỏa Kích, toàn thân như vàng đúc, tại chỗ nối lưỡi dao tam xoa, còn có một viên bảo thạch màu vàng như ánh mắt. Trên tam xoa kích chằng chịt hoa văn thần bí mà quỷ dị, lóe lên rực rỡ rung động lòng người, giống như thần khí thần minh sử dụng. Không, phải nói đây chính là thần khí, vũ khí do thần tộc biến thành. Tay Chu Văn cầm Hoàng Kim Tam Xoa Kích, cảm nhận được sức mạnh như vô tận tinh hải trong tam xoa kích kia, cả người có chút ngây dại. Sức mạnh của Hoàng Kim Tam Xoa Kích kia thật sự quá mạnh, mạnh đến mức khiến Chu Văn cũng cảm thấy sức mạnh bản thân bé nhỏ không đáng kể. Không hề nghi ngờ, Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc hóa thành Hoàng Kim Tam Xoa Kích là tồn tại mạt thế cấp, tồn tại mạnh như vậy, thế mà lại chủ động hóa thành vũ khí của hắn. Hoặc là nói chủ động hóa thành vũ khí của Ma Anh, điều này làm Chu Văn cảm thấy rất khó tin, trước đây hắn đã đánh giá rất cao lai lịch của Ma Anh, hiện tại lại phải đánh giá lại lần nữa lai lịch của Ma Anh rồi. Chu Văn nhìn ra, người Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc lựa chọn là Ma Anh, vì lựa chọn Ma Anh nên cuối cùng Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc ký kết minh ước với Chu Văn. Chu Văn nhìn ra, nhưng người khác lại không nhìn ra được, mọi người chỉ nhìn thấy Hoàng Kim Cự Nhân chủ động hóa thành vũ khí của Chu Văn, không ít người đều thán phục thành tiếng. Tiểu cô nương, ta đã nói rồi, Chu Thành Chủ của chúng ta chính là nhân vật thần minh, cự nhân kia cũng biết sự hùng mạnh của Chu Thành Chủ, chủ động nhận chủ, biến thành vũ khí của Chu Thành Chủ chúng ta. Lão nhân trước đó đã nói chuyện với Tầm Tích, ra vẻ theo lẽ thường nên như vậy, xem việc Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc kia không nhận Chu Văn làm chủ, là việc không chấp nhận được. Tầm Tích ngậm miệng lại không nói gì, nàng không biết nên cãi lại thế nào, thậm chí không có tâm tư cãi lại, lúc này nàng vẫn chưa hoàn hồn lại khỏi sự sửng sốt kia. Thực ra đâu chỉ có Tầm Tích, cường giả của lục đại thánh tộc, tiên tộc, quỷ tộc, linh tộc và các đại tộc khác, lúc này đều ngẩn ra mà nhìn, sau một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Lúc thần tộc như mặt trời ban trưa, thần chi minh ước cũng từng được sử dụng, nhưng phần lớn đều chỉ do một vài thần tộc cấp thấp sử dụng để ký kết minh ước với các dị tộc khác. Thần tộc căn cứ vào màu sắc thụ nhãn khác nhau, chia thành 4 cấp bậc lục, lam, bạch, kim, tộc có lục nhãn là yếu nhất, nhưng cũng là thiên tai cấp trời sinh. Bạch nhãn thần tộc trời sinh đã là mạt thế cấp, gần như có thể ký kết minh ước với ngoại tộc, chứ đừng nói đến Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc cường đại nhất. Thần tộc ký kết minh ước với ngoại tộc, phần lớn đều là lục nhãn và lam nhãn thần tộc, cho dù vậy, nếu có lục nhãn tộc chấp nhận ký kết đồng minh với các chủng tộc khác, cũng là miếng mồi ngon mà đại lão khắp nơi tranh giành. Nếu không phải là đại lão mạt thế cấp, rất hiếm khi được lục nhãn tộc ưu ái. Tất nhiên đại lão mạt thế cấp không phải kẻ ngốc, lục nhãn tộc thiên tai cấp không có tác dụng gì với bọn hắn, nhưng sau khi sử dụng thần chi minh ước, đó lại là một thứ binh khí có tính trưởng thành, hơn nữa còn là một thứ binh khí có trí tuệ cao cấp, các loại binh khí cùng loại không thể sánh nổi, hiện tại một thanh niên nhân loại, lại được Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc chấp nhận, ký kết thần chi minh ước, biến thành vũ khí của thanh niên nhân loại, điều này sao có thể khiến bọn hắn không kinh ngạc. Trong lịch sử tất cả thần tộc, e rằng cũng chưa từng có chuyện này xảy ra. Tiểu anh cục cưng yêu quý của ta, thật sự không uổng công thương ngươi. Chu Văn chỉ muốn ôm lấy Ma Anh hôn hai cái, lúc trong lòng đang mừng thầm, lại đột nhiên cảm thấy Hoàng Kim Tam Xoa Kích trong tay rung lắc bắt đầu chuyển động. Hoàng Kim Bảo Thạch trên Hoàng Kim Tam Xoa Kích hiện lên ánh sáng kỳ lạ, mũi kích tự động chỉ về phía ngai vàng. Đây là muốn ta đi lên ngai vàng sao? Trong lòng Chu Văn hơi động, một tay nắm Tam Xoa Kích, một tay nắm Ma Anh đi về phía ngai vàng. Phát sóng trực tiếp Ma Phương vẫn còn tiếp tục, nhân gian và dị thứ nguyên đều đang chú ý đến nhất cử nhất động của Chu Văn. Lúc Chu Văn đi đến trước ngai vàng, trong khoảnh khắc đứng trên ngai vàng, thần điện to lớn bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt. Chu Văn cũng muốn ngồi trên ngai vàng, như vậy có vẻ khí thế hơn, đáng tiếc ngai vàng này thật sự quá lớn, nếu hắn ngồi trên đó, xem ra có phần buồn cười. Theo thần điện rung chuyển, góc nhìn của màn hình Ma Phương chậm rãi kéo xa, trên màn hình thần điện trở nên càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng hình ảnh lại trở lại vị trí Hoàng Kim Quả Thụ trước khi bị đào gãy, sau đó tiếp tục kéo xa, làm cho cả nhóm người có thể nhìn xuống cả hòn đảo. Hiện tại cả hòn đảo đều đang rung chuyển kịch liệt, như là động đất, hồ nước mênh mông xung quanh, hình thành từng vòng đầu sóng, không ngừng vỗ vào đảo nhỏ. Còn đảo nhỏ thì không ngừng lên cao, trên đảo xuất hiện từng đường vết rách khổng lồ, giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Âm vang. Đúng như nhóm người lo lắng, đảo nhỏ bắt đầu sụp đổ, nham thạch không ngừng văng tung tóe từ từ trên đảo nhỏ lên cao hạ xuống, rơi vào trong hồ nước. Đảo nhỏ càng lúc càng cao, càng lúc cũng càng kịch liệt hơn, nhưng tốc độ sụp đổ không nhanh bằng tốc độ lên cao, mắt thấy đảo nhỏ kia sừng sững giữa mặt hồ như một tòa sơn phong, rất nhiều nơi sụp đổ đã lộ ra vật chất màu đen trước đó Chu Văn đào ra. Lúc nham thạch bên ngoài hoàn toàn vỡ nát rơi xuống, cuối cùng mọi người thấy rõ, vật chất màu đen kia mới chính là hình dáng vốn có của hòn đảo nhỏ, hoặc là nói kia căn bản không phải đảo nhỏ, mà là một tòa hắc sắc sơn phong. Tất cả hồ nước đều bị nham thạch trên núi rơi xuống đầy, nước hồ tràn ra xung quanh, đỉnh núi càng lên càng cao, ngày càng hùng vĩ, đâm xuyên vào mây đen, quan sát bốn phía đều là biển mây vô tận. Trên đỉnh núi kia, một tòa cung điện to lớn, dần dần hiện ra. Thần Sơn của thần tộc biến mất. Tầm Tích bị sốc bởi những biến cố xảy ra liên tục này, chỉ ngẩng người ra nhìn hắc sắc thần sơn kia. Đỉnh núi xuyên qua từng tầng mây mù, không biết lên đến độ cao bao nhiêu, đứng sừng sững giữa đám mây, cung điện vĩ đại mà thần bí, giống như cung điện linh hồn độc lập với thế giới bên ngoài. Lúc thần sơn ngừng rung chuyển, màn hình lại kéo gần đến, lấy một góc nhìn khá gần nhìn xuống thần sơn. Lúc này mọi người nhìn thấy trên thần sơn kia, như từ dưới nền đất chui ra, hiện lên một bóng dáng vĩ đại. Mọi người nhanh chóng thấy rõ, những bóng dáng vĩ đại này chính là một đám tam nhãn cự nhân. Những tên tam nhãn cự nhân mới hiện ra này tuy không cao to như Hoàng Kim Tam Nhãn Cự Nhân, nhưng bọn hắn cũng có thân hình vĩ ngạn trên 100 mét. Chỉ là thụ nhãn bọn hắn đa số lục sắc, lam sắc, chỉ có rất ít là bạch sắc. Cự nhân đồng tử Hoàng Kim dựng thẳng như Hoàng Kim Tam Nhãn, không hề có lấy một người trong những bóng dáng vĩ đại kia. Bóng dáng vĩ đại càng lúc càng nhiều, đều ở trên thần sơn, nhiều không thể nào đếm hết, nhanh chóng tràn đầy khắp thần sơn. Thần sơn cao vút trong mây kia, dĩ nhiên khó có thể dung nạp lượng lớn bóng dáng vĩ đại, lại có thêm lục nhãn tộc xuất hiện dưới chân núi. Không biết qua bao lâu, trên và dưới chân núi thần sơn đều đầy bóng dáng cự nhân. Trên quảng trường trước thần điện, lại càng chật ních bạch nhãn thần tộc. Ngay lúc mọi người đều đang chấn động vì vậy, vô số tam nhãn cự nhân đột nhiên đồng loạt quỳ gối về phía thần điện, một bàn tay đặt trước ngực, cúi đầu đồng thanh kêu lên. Tân Vương không gì sánh kịp, cảm tạ ngài đã đến. Tiếng kêu lên chấn động thiên địa, tất cả dị thứ nguyên đều có thể nghe được âm thanh huy hoàng rung động lòng người kia. Cường giả các tộc của dị thứ nguyên đều biến sắc, còn phần lớn người trong nhân loại đều vừa mừng vừa sợ, thậm chí còn vui mừng không xiết. Một nhân loại, trong dị thứ nguyên, được bái lạy như vương, phong quang vô hạn đến mức nào. Trước Chu Văn, ai ai cũng cho rằng chủng tộc của dị thứ nguyên là sinh mệnh thể của viễn siêu nhân loại căn bản không thể nào đánh đồng, có thể có được chút ân huệ, đã nên mang ơn rồi. Nhưng mọi thứ Chu Văn làm hôm nay, lại hoàn toàn phá vỡ nhận thức của người bình thường. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, nhân loại không chỉ có thể được các chủng tộc dị thứ nguyên bố thí tài nguyên, còn có thể trở thành tồn tại vô thượng được vô số sinh vật cường đại của dị thứ nguyên quỳ bái. Một nhân loại đã khi nào được đãi ngộ như vậy, nhân loại theo dõi đã chết lặng từ lâu. Không chỉ nhân loại chết lặng, ngay cả rất nhiều đại lão của dị thứ nguyên đều chết lặng. Kia chính là thần tộc vô địch, gần như từng là chủng tộc đỉnh cao của dị thứ nguyên, vậy mà lại tôn một nhân loại làm Tân Hoàng, điều này quả thực khiến bọn hắn không dám tưởng tượng. Tân Hoàng bất diệt, thần tộc bất diệt. Trên thần sơn muôn vàng thần tộc cùng hò hét kêu lên, tiếng kêu này chấn động cả dị thứ nguyên. Theo tiếng hò hét chấn động thiên địa, hình ảnh Ma Phương lại biến hóa, chiếu đến bảng xếp hạng Ma Phương. Gần như không có sự chậm trễ nào, vị trí thứ nhất thay đổi thành hai chữ đơn giản, Chu Văn. Hai chữ cái không thể đơn giản hơn, một cái tên không thể đơn giản hơn, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, đồng thời rung động nhân gian và dị thứ nguyên. Lúc này tâm trạng Chu Văn cũng không còn sảng khoái như thế nữa. Vừa rồi lúc vạn thần cúng bái, hắn thực sự vô cùng vui vẻ và phấn chấn. Nhưng sau khi cúng bái chấm dứt, những thần tộc khắp núi đồi lại biến mất như tro bụi, trong khoảnh khắc toàn bộ thần sơn, chỉ còn lại hai người Chu Văn cầm Hoàng Kim Tam Xoa Kích và Ma Anh. Hố phụ thân rồi. Lúc này Chu Văn đứng trên ngai vàng mới phản ứng kịp, phát ra một tiếng kêu rên. Vừa rồi thần tộc khắp núi đồi kia, căn bản không phải thần tộc thực, chỉ là ảo ảnh do ý chí bất khuất ngưng tụ thành mà thôi. Lúc Tân Vương thần tộc xuất hiện, những ý chí bất khuất này cũng được giải thoát, từ đấy hoàn toàn tan đi. Bọn hắn giải thoát trong thỏa mãn, nhưng hiện tại toàn bộ thế giới đều biết Chu Văn trở thành Tân Vương của thần tộc, vậy chẳng phải hắn sẽ phải đối mặt với sự tức giận của toàn bộ dị thứ nguyên sao? Đáng buồn chính là, hắn chỉ là một quân sự bóng bẫy. Một nhân loại trở thành vương của thần tộc, lại còn là thần tộc đã từng là một trong những chủng tộc mạnh nhất của dị thứ nguyên, điều này làm sao những lão già trong dị thứ nguyên chịu được. Hiện tại Chu Văn chỉ muốn biết, hắn có thể rời khỏi thần sơn trở lại địa cầu hay không? Nhưng kết quả lại khiến trái tim Chu Văn lạnh đi một nửa, Ma Phương khiêu chiến đã kết thúc, nhưng hắn không được truyền tống về địa cầu, mà vẫn ở lại trong thần điện. Sát ma, ta đối với ngươi thế nào? Trên thần sơn, Chu Văn sai Ma Anh triệu hồi sát ma ra, cười tít mắt nhìn chằm chằm hắn hỏi. Cũng không tệ. Sát ma ấp a ấp úng nói, trong lòng đang thầm tự trách, em gái ngươi, còn mặt mũi hỏi ngươi đối với ta thế nào? Đối xử với ta thế nào, trong lòng ngươi không tính toán được sao? Chỉ là cũng không tệ lắm sao? Chu Văn tối sầm mặt hạ giọng hỏi. Trong lòng sát ma hoảng hốt, vội vàng ngẩng mặt lên tươi cười nói. Đâu chỉ là không tệ, mà là thật sự tốt, tốt không thể nói nổi, quả thực hệt như phụ mẫu tái sinh. Lúc này, Chu Văn mới hài lòng gật đầu nói. Ngươi cũng biết ta đối với ngươi là rất tốt, vậy hiện tại là lúc ngươi nên biểu hiện gì đó. Ngươi muốn làm gì? Sát ma nhìn Chu Văn đầy cảnh giác. Ngươi hãy xem đây là nơi nào rồi nói sau. Chu Văn nói. Đây là thần sơn của thần tộc. Sau khi cẩn thận đánh giá xung quanh, sắc mặt sát ma bỗng thay đổi. Sao ngươi có thể đưa chủ nhân đến nơi thế này? Ngươi không biết. Nói một nửa, sát ma như nghĩ đến gì đó, bỗng ngậm miệng lại. Ta không biết cái gì. Chu Văn nhìn sát ma chậm rãi hỏi. Không có gì. Sát ma ngậm miệng không nói, tất nhiên không muốn để lộ thêm chuyện có liên quan đến Ma Anh. Ngươi có thể không nói gì, nhưng tốt nhất ngươi nên làm rõ tình huống hiện tại là gì. Chu Văn cầm Hoàng Kim Tam Xoa Kích trong tay đứng trước mặt sát ma, tiếp tục nói. Đây là thần tộc duy nhất còn sống sót lại trên thần sơn, hiện tại hắn đã biến thành binh khí của ta, còn ta lại bị Ma Phương giữ lại trên thần sơn này, không thể quay về địa cầu, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, ta nghĩ ngươi nên biết rõ hơn ta. Ngươi nói cái gì? Đây là vũ khí do Hoàng Kim thần tộc biến thành, Hoàng Kim thần tộc lại lựa chọn trở thành vũ khí của ngươi. Sát ma không thể tin nổi. Đương nhiên, hắn trở thành vũ khí của ta, trong đó cũng có công lao của tiểu anh. Chu Văn nói. Gì mà có công lao của chủ nhân, ta thấy rõ ràng tất cả đều là công lao của chủ nhân. Sát ma lập tức sửa lại cho đúng. Mặc kệ là công lao của ai, hiện tại ta là kẻ nắm giữ thứ vũ khí này, hơn nữa hiện tại ta ở lại dị thứ nguyên, tất nhiên tiểu anh cũng chỉ có thể ở chỗ này. Hiện tại tất cả dị thứ nguyên đều biết ta đã trở thành chủ nhân của thần sơn, có được món vũ khí hoàng kim này. Ngu xuẩn, không phải ta đã từng nói với ngươi, tuyệt đối không được để lộ sự tồn tại của chủ nhân sao? Sao ngươi có thể mang nàng đi tham gia khiêu chiến ma phương? Sát ma thở hổn hển mắng. Ngoại trừ những thứ này, ngươi không còn gì khác muốn nói à? Nếu không có, vậy thì chờ chủ nhân của ngươi cùng đi chết đi. Chu Văn ngắt lời sát ma, mặt không chút thay đổi nói. Sát ma bỗng không còn gì để nói, sắc mặt thay đổi một lúc lâu, mới mở miệng giận dữ nói. Ngươi thật sự nghĩ sai rồi, cho dù ta nói chuyện của chủ nhân cho ngươi biết, cũng không hề giúp được gì với tình cảnh hiện tại của ngươi, thậm chí sẽ càng thêm nguy hiểm. Nếu vì vậy mà ngươi để lộ chủ nhân, ta chỉ có thể nói, ngươi thật sự quá ngu ngốc rồi. Ngươi không nói, sao biết không có trợ giúp với ta? Chu Văn cũng không gấp, nói như rất tùy ý. Được rồi, thực ra ta biết cũng khá rõ, nhưng ta có thể nói với ngươi một cách khẳng định, sở dĩ Thần Sơn và thần tộc có thể biến mất trong một đêm, có quan hệ rất lớn với chủ nhân. Sát ma bất đắc dĩ nói. Tiếp tục. Chu Văn thấy cuối cùng sát ma cũng chịu nhả ra, trong lòng mừng thầm. Đối với lai lịch của Ma Anh, Chu Văn ngày càng tò mò, người biết được nguồn gốc của Ma Anh thật sự quá ít, chắc chắn sát ma trước mắt chính là người đầu tiên biết rõ ràng sự thật, nhưng miệng hắn thật sự quá kín, dù Chu Văn lấy tính mạng hắn ra để uy hiếp, sát ma cũng không chịu tiết lộ nửa chữ, hiếm khi hắn đồng ý nói về chuyện của Ma Anh. Sắc mặt sát ma vô cùng phức tạp, một lúc lâu sau mới nói. Ta kể cho ngươi nghe một chuyện xưa. Rửa tai lắng nghe. Chu Văn lạnh nhạt nói. Trước đây có một tên thợ săn, ngày ngày săn thú mà sống, có một ngày vào lúc săn thú, hắn nhìn thấy một con sói cắn một con thỏ kia là một con thỏ mẹ vừa sinh xong, trong tổ của nó, vẫn còn mấy con thỏ con đang kêu gào đòi ăn. Mấy con thỏ con kia nhìn thấy thỏ mẹ bên ngoài tổ, cả đám đều bò ra, muốn tìm mẹ bú sữa, nhưng chúng vốn không hiểu rằng, không chỉ mẹ chúng đang gặp nguy hiểm, mà bản thân chúng cũng sẽ thành thức ăn rơi vào bụng sói. Sát ma nói tới đây, nhìn chằm chằm Chu Văn hỏi. Nếu ngươi là thợ săn, lúc này ngươi sẽ làm thế nào? Đánh chết con sói kia, cứu con thỏ và con của nó. Chu Văn trả lời. Tốt, nếu thợ săn kia cứu con thỏ và con của nó, vậy thì con sói kia sẽ đói bụng, mà nó cũng có thể là mẹ của vài con sói con, không có đồ ăn, nó và con của nó cũng sẽ đói chết. Nếu ngươi biết những điều này, ngươi có cứu con thỏ mẹ và đám con của nó không? Sát ma lại hỏi. Có. Chu Văn không hề do dự, trực tiếp đáp lại. Đây vốn là một vấn đề khó giải quyết, từ góc độ khác nhau, dù Chu Văn cứu hay không cứu đều là sai, cho nên hắn căn bản không cần nghĩ nhiều, chỉ làm theo bản thân mình muốn làm là được. Rất tốt, ngươi cứu thỏ mẹ và các con của nó, sói sẽ bị ngươi tiêu diệt, sói con cũng vì vậy mà chết đói, sau đó con thỏ không còn thiên địch, không ngừng sinh sản, số lượng gia tăng. Tài nguyên ban đầu không thể nào thỏa mãn khẩu vị bầy thỏ, không lấp đầy được bao tử chúng, cho nên bầy thỏ sẽ kết bè kết lũ gặm nhấm hoa màu ngươi gieo trồng, kết quả hoa màu ngươi trồng không thu hoạch được, ngươi không có thức ăn để sống sót qua mùa đông, ngươi nên lựa chọn như thế nào? Sát ma tiếp tục đưa ra cho Chu Văn một vấn đề khó. Nói vậy, ngay từ đầu ta đã chọn sai, ta không nên cứu con thỏ kia sao? Chu Văn cũng không phải một người cố chấp, tuy hắn có thể dùng một vài đạo lý để phản bác sát ma, nhưng hắn không làm vậy, mà thay đổi suy nghĩ của mình. Tốt, nếu ngươi không cứu con thỏ, vậy sau khi con sói săn bắt bầy thỏ, sẽ có thức ăn no đủ, bầy sói sẽ nhanh chóng trưởng thành, sinh sản càng lúc càng nhiều sói hơn, đến lúc đó khắp đồi núi đều là sói, đừng nói lên núi săn thú, dù nơi ngươi ở cũng vô cùng nguy hiểm, nói không chừng một ngày nào đó bầy sói sẽ xông vào nhà ngươi, xé xác ngươi ăn thịt, đây là kết quả ngươi muốn sao? Sát ma cười lạnh nói. Nếu là người bình thường, chỉ biết trách móc vấn đề này của sát ma căn bản là vấn đề nan giải, nhưng Chu Văn lại không nghĩ như vậy, trầm ngâm một lát rồi nói. Ta có thể thuần phục con sói kia, đồng thời giúp bầy sói săn một số lượng thỏ nhất định, để bầy thỏ duy trì số lượng trong phạm vi nhất định, như vậy con thỏ sẽ không tràn lan như cỏ dại, con sói cũng không trở thành sự uy hiếp của ta. Lúc này sát ma mới gật đầu, tán thưởng gật đầu nói. Hy vọng sau này ngươi gặp được chuyện giống như vậy, cũng có thể lựa chọn như hiện tại, chứ không phải hành động theo cảm tính. Sau đó thì sao? Chu Văn không muốn thảo luận với sát ma những điều này, hắn chỉ muốn biết câu chuyện xưa này của sát ma có liên quan gì với Ma Anh. Sau đó có người cứu thỏ nuôi sói, thế giới về sau sẽ tốt đẹp hơn. Sát ma nói bằng giọng điệu châm chọc. Vậy là xong rồi. Chu Văn cảm thấy câu chuyện xưa này có lẽ vẫn chưa kết thúc. Tất nhiên vẫn chưa xong, sói thì vẫn là sói, chứ không phải chó, nhưng đây không phải điều đáng sợ nhất, đôi khi con thỏ kia chưa hẳn thật sự là thỏ, đó mới là điều đáng sợ nhất. Sát ma cười lạnh nói. Ngươi vẫn nên kể cho xong câu chuyện xưa kia đi. Chu Văn đã nghe ra được một chút manh mối. Đã nói xong, chuyện tiếp theo, có lẽ ngươi có thể nghĩ được. Sát ma nhìn thoáng qua Ma Anh nói. Ai là con thỏ? Chu Văn đã đoán được đại khái, sợ rằng thần tộc chính là con sói kia, còn Ma Anh hoặc có thể nói Ma Anh đại diện cho một chủng tộc nào đấy chính là thợ săn, còn con thỏ kia, Chu Văn cũng không dám chắc chắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Sát ma hỏi lại. Tiên tộc. Chu Văn thầm suy đoán như vậy, cũng không dám chắc. Vẻ ngoài bọn hắn đáng yêu như thỏ, nhưng thực tế còn đáng sợ hơn cả sói. Sát ma không nói gì ra khỏi miệng, xem như ngầm thừa nhận rồi. Dừng một chút, sát ma lại tiếp tục nói. Hiện tại ngươi nên hiểu tại sao ta lần nữa nhấn mạnh, tuyệt đối không thể để chủ nhân bại lộ rồi chứ. Hiểu rồi, nhưng hiện tại đã lộ rồi, hơn nữa ta còn bị nhốt lại ở dị thứ nguyên không thể nào rời khỏi, ngươi cảm thấy tiên tộc sẽ đến được nơi này sao? Chu Văn hỏi dò. Trên thực tế không phải không có năng lực rời khỏi dị thứ nguyên, Ma Phương không đưa hắn trở về, tự hắn cũng có thể trở về. Người khác có thể không làm được, nhưng Chu Văn có được phối hợp sủng của huyền đế, có thể dễ dàng phá hàng rào không gian, muốn về cũng không khó, chỉ là hắn muốn moi ra được một số tin tức của Ma Anh từ chỗ sát ma mà thôi. Hiện tại cuối cùng đã biết rõ nguồn gốc của Ma Anh, còn lớn hơn tưởng tượng của Chu Văn, Ma Anh hoặc là chủng tộc tương ứng của Ma Anh, vốn có thể trấn áp sự tồn tại của thần tiên lưỡng tộc. Có thể đến, cũng có thể không, hiện tại tiên tộc đã không còn là tiên tộc năm xưa, phản nghịch của tiên tộc cũng đã không còn trên thế gian, chủ nhân lại biến thành như hiện tại, có lẽ đã không còn tiên tộc nào có thể nhận ra nàng. Sát ma trầm ngâm nói. Nhưng tốt nhất ngươi vẫn nên rời khỏi đây ngay lập tức, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ngươi cảm thấy thứ đồ chơi này có thể đấu một trận với cường giả tiên tộc sao? Chu Văn nắm Hoàng Kim Tam Xoa Kích trong tay nói. Rất khó nói, nếu những kẻ phản nghịch trước kia đang còn, thứ này không có bất cứ uy hiếp gì với nàng, nếu không thần tộc sẽ không trầm luân lâu như vậy. Nếu nàng không có ở đây thì có lẽ thứ này còn có thể hù những người này một trận. Sát ma nói. Hù. Chu Văn khẽ nhíu mày. Nếu không ngươi muốn thế nào? Tuy ta rời khỏi dị thứ nguyên rất lâu, không biết rõ sức mạnh hiện tại của tiên tộc, nhưng bọn hắn có thể áp chế lục đại thánh tộc, chắc chắn trong tộc không thể nào chỉ có một mạt thế cấp. Chính ngươi cũng không phải mạt thế cấp, chỉ mượn sự trợ giúp của những sức mạnh này, không dễ gì đối kháng được với một mạt thế cấp, chẳng lẽ ngươi còn định lấy ít địch nhiều sao? Sát ma chế nhạo nói. Nói cũng đúng, nếu đã như vậy thì chúng ta trở về đi. Lúc Chu Văn nói chuyện, cũng không để ý đến biểu cảm của sát ma, trực tiếp thu Ma Anh trở về. Làm vũ khí của Ma Anh, sát ma cũng bị thu hồi vào trong ma kiếm. Tên khốn chết tiệt, trước sau gì ngươi cũng bị thiên lôi đánh xuống. Sát ma ý thức được mình bị trúng kế của Chu Văn, trong lòng hung hăng nguyền rủa. Tất nhiên Chu Văn không nghe thấy lời nguyền rủa của hắn, dù có thể nghe thấy, cũng không hề để trong lòng. Triệu hồi trạng thái phụ thể của huyền đế, sau đó sử dụng sức mạnh không gian truyền tống thâu thiên hoán nhật quyết, bỗng chốc đã về đến địa cầu. Nếu không có sức mạnh của huyền đế, thân thiên hoán nhật quyết không thể nào đột phá hàng rào không gian, chỉ có thể truyền tống bên trong dị thứ nguyên, chứ không thể về được địa cầu. Chu Văn trở lại địa cầu không lâu, đã có tồn tại khủng bố xuyên không đến, đáp xuống Thần Sơn, chỉ là hiện tại Thần Sơn chỉ còn lại một tòa núi trống không, tồn tại khủng bố kia nhìn quanh rất lâu, cũng không phát hiện được bất cứ thứ gì. Biết trước như vậy, không nên e dè quá nhiều, lại bị một tên tiểu tử nhân loại lấy được Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc. Tồn tại khủng bố kia khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn Thần Sơn rồi xoay người biến mất. Liên tục có vài tồn tại vô cùng khủng bố đáp xuống Thần Sơn, nhưng chỉ thấy Thần Sơn trống trơn, không ai có hứng thú dừng lại ở đây quá lâu, trong lòng không nhịn được có chút hối hận. Một lúc lâu sau, lại có sinh vật khủng bố đi đến Thần Sơn, hơn nữa không chỉ có một. Đó là một nữ tử có vẻ ngoài như thiên tiên, mây mù dưới chân đáp xuống Thần Sơn, đồng thời hất nhẹ tay áo, có thứ gì đó từ bên trong bay ra. Lúc thứ kia bay ra khỏi cổ tay áo, nhìn chỉ to bằng viên đạn, nhưng lúc rơi vào trước thần điện, đã biến thành một bạch ngọc trụ khổng lồ. Bạch ngọc trụ dựng trước cửa lớn thần điện, gần như cao bằng với thần điện khổng lồ, giống như mọc rễ ở đó, trên bạch ngọc trụ kia, từng đạo xích kim khí quấn quanh. mỗi một đạo xích kim khí đều xuyên qua thân thể một nam tử nhân loại, trói chặt nam tử nhân loại kia trên bạch ngọc trụ. Lão Chu, lần này ngươi thật sự làm chuyện lớn rồi, hiện tại tất cả liên bang, e là không ai không biết tên tuổi Chu Văn ngươi rồi. Nhìn thấy Chu Văn quay về, Lý Huyền hưng phấn kêu lên. Ta cũng không muốn nổi tiếng như vậy, nhưng mà thực lực lại không cho phép. Chu Văn cười nói. Cho ngươi một cái thang, ngươi thật sự dám bò lên trên. Lý Huyền đấm Chu Văn một quyền, cười mắng. Vậy cũng phải có bản lĩnh mới leo lên được. Chu Văn quay đầu nhìn Tầm Tích bên cạnh nói. Đồ nhi ngoan, hiện tại ngươi cảm thấy ta có tư cách dạy ngươi chưa? Có. Tầm Tích gật đầu trả lời nằm ngoài dự đoán mọi người, thái độ khác hoàn toàn lúc trước. Lúc trước Chu Văn có thể đẩy lùi ý chí của vị danh chi thần, Tầm Tích còn có thể an ủi bản thân, nghĩ là do ảnh hưởng của quy tắc địa cầu, khiến vị danh chi thần khó có thể bày ra sức mạnh thực sự. Nhưng hiện tại Chu Văn lại có thể khiến Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc tự nguyện lập thần chi minh ước, đây là thể hiện sức mạnh tuyệt đối rồi. Ngay cả tồn tại như Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc, cũng nguyện trở thành vũ khí của Chu Văn, nàng làm đồ đệ của Chu Văn, hình như cũng không có gì mất mặt. Chu Văn thấy tín niệm của Tầm Tích đã dao động, đang định nói gì đó, lại thấy ma phương kia lại đột nhiên sáng lên. Lại có người sấm quang. Chu Văn khẽ nhíu mày, thứ có giá trị trong thần vẫn chi mộ đã bị hắn lấy đi, hắn không hiểu tại sao ma phương lại vẫn muốn tiếp tục cuộc chiến này. Bây giờ người sấm quang không phải nhân loại, mà là một dị thú trông giống như sư tử, toàn thân lại như được đúc bằng đồng. Khác với trước kia, bây giờ hình ảnh không xuất hiện giữa hồ sương mù nữa, thanh đồng sư tử trực tiếp xuất hiện dưới chân núi Thần Sơn. Bốn vó của nó hơi động, dưới chân như có phong hỏa bốc lên, chỉ khoảng nửa khắc đã chạy đến đỉnh Thần Sơn. Khiến người ta giật mình chính là, trên đỉnh Thần Sơn vốn tưởng không có gì, vậy mà đã có hai người ở đó. Một người là nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, một người là nam nhân vô cùng tuấn mỹ, trên đỉnh đầu có long giác dài, đầu tóc bạc như băng, nam nhân bị trói trên một căn bạch ngọc trụ, từng dây xích sắt xuyên qua giữa xương ngực hắn, nhìn đã cảm thấy đau rồi. Lão sư. Chu Văn thấy rõ dáng vẻ nam nhân kia, nhất thời thân thể rung lên. Nam tử nhân loại bị trói trên cây cột, rõ ràng chính là Vương Minh Uyên. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Chu Văn là chuyện hắn và Vương Minh Uyên cùng nhau chém giết, sự việc đã bị tiên tộc biết rõ, bởi vì nữ nhân xinh đẹp đứng bên cạnh cây cột kia, nhìn thế nào cũng thấy là một tiên tộc. Không đợi Chu Văn nhớ thêm chuyện gì, nữ tử tiên tộc đã quất một roi lên người Vương Minh Uyên, roi vô hình vô ảnh, quất thêm một vết máu mới trên quần áo vốn đã nhuộm máu rách nát của Vương Minh Uyên. Da thịt lóng lánh tràn ra, máu tươi thấm vào trong quần áo rách nát, nhìn khiến người ta phát lạnh. Bốp bốp. Bốp bốp. Tiên nữ lại quất từng roi lên Vương Minh Uyên, khiến vết máu trên người hắn càng lúc càng nhiều, sắc mặt Vương Minh Uyên vẫn không hề có chút biến hóa nào, nhưng sắc mặt Chu Văn lại trở nên hết sức khó coi. Thanh đồng sư tử lúc trước sấm quang, nổi giận gầm lên một tiếng nhắm về phía tiên nữ, nhưng lại bị tiên nữ kia dễ dàng quất một roi trên người, thanh đồng thú thể trông rất ngang ngược kia, lại bị một roi này quất cho tứ phân ngũ liệt, hình ảnh ma phương cũng đồng thời biến mất. Sắc mặt Chu Văn rất khó coi, nhìn chằm chằm hình ảnh trong ma phương đã trở nên tối đen một lúc lâu cũng không hề động đậy. Thần Sơn là ở dị thứ nguyên, ngoại trừ tiến vào qua ma phương thì sinh vật dị thứ nguyên cũng có thể không thông qua ma phương tiến vào trong đó. Tiên nữ và Vương Minh Uyên xuất hiện ở đó không hề làm Chu Văn cảm thấy ngạc nhiên, nhưng ý nghĩa đại diện trong đó lại khiến Chu Văn cảm thấy vô cùng bất an. Nếu tiên tộc phát hiện Vương Minh Uyên chân ngoài dài hơn chân trong, có thể trực tiếp xử tử hắn, thậm chí nhốt lại từ từ hành hạ. Nhưng hiện tại bọn hắn lại đưa Vương Minh Uyên đến Thần Sơn đánh, để cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy qua ma phương, rõ ràng không phải chỉ đơn giản muốn hành hạ Vương Minh Uyên. Thậm chí Chu Văn còn cho rằng, mục đích tiên tộc làm như vậy là vì buộc hắn đi cứu Vương Minh Uyên, sau đó nhân cơ hội diệt trừ hắn. Biết như vậy có thể là một chuyện, nhưng thật sự mặc kệ khi thấy Vương Minh Uyên bị đối xử như vậy, Chu Văn không làm được. Đang lúc Chu Văn suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể cứu được Vương Minh Uyên, đã có người hành động nhanh hơn hắn một bước. Ma phương lại sáng lên, có người mở ra một vòng sấm quang mới, mà người sấm quang rõ ràng đã từng xuất hiện trước đó một lần, từng được lưu tên trên bảng xếp hạng, Trung Tử Nhã. Nhìn thấy Trung Tử Nhã, Chu Văn cũng không thấy kỳ lạ, tính cách hắn vẫn luôn như vậy, bướng bỉnh lì lợm đứng đầu, nhưng hắn lại quan tâm nhất đến lão sư Vương Minh Uyên này. Trung Tử Nhã đúng là Trung Tử Nhã, hắn trưởng thành, nhưng sơ tâm lại chưa từng thay đổi. Chu Văn không nhịn được cười khổ nói. Nếu tiên tộc thật sự đang nhắm vào Chu Văn hắn, hơn nữa dưới tình huống đã biết hắn có được sự trợ giúp của Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc thì nhất định sẽ bố trí vẹn toàn trên Thần Sơn, hoặc có thể nói có mặt thế cấp trận, chuyến đi này của Trung Tử Nhã chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Chu Văn đã định trực tiếp sử dụng năng lực không gian truyền tống đến Thần Sơn, không thể để Trung Tử Nhã không công chịu chết như vậy được. Chu Văn, đừng vội đi. Chu Văn đang định đi vào truyền tống, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Khương Nghiễn không biết từ lúc nào, đã đứng cách Ma Phương không xa. Khương Nghiễn vẫn điềm đạm nho nhã như vậy, không thấy có gì khác so với trước kia, dường như năm tháng không thể lưu lại dấu vết gì trên người hắn. Trung Tử Nhã không nên đi, ta. Chu Văn muốn giải thích, lại bị Khương Nghiễn xua tay cắt ngang. Ta hiểu ý của ngươi, đây là một kết cục thấy rõ, nhưng lại không thể không đi. Khương Nghiễn nhìn Trung Tử Nhã đang đi lên Thần Sơn nói. Nhưng ta cảm thấy ngươi nên tin tưởng Nhã, nếu hắn đi, sẽ không chịu chết vô ích. Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc ta thu được là mạt thế cấp. Chu Văn trực tiếp nói vào trọng điểm, hắn biết Trung Tử Nhã rất mạnh, nhưng ván cờ này nhắm vào mạt thế cấp, dù Trung Tử Nhã có lợi hại thì cũng không phải mạt thế cấp, kém rất xa. Điểm này ngươi biết, ta biết, Nhã cũng biết rất rõ, là Nhã bảo ta nói cho ngươi biết, nhìn là được rồi, nếu cần, hắn sẽ nhờ chúng ta giúp, đến lúc đó đi cũng không muộn. Trước tiên cứ quan sát đi đã, ngươi có đạo lý của ngươi, hắn cũng có đạo lý của hắn, cứ để hắn đi xem sao đã. Khương Nghiễn nói. Nếu Trung Tử Nhã nói vậy, Chu Văn chỉ có thể kìm nén sự tâm trạng gấp gáp của mình, nhìn Trung Tử Nhã đi từng bước một lên Thần Sơn. Sau khi lên đến đỉnh núi, quả nhiên thấy tiên nữ và Vương Minh Uyên đều đang ở chỗ này, tiên nữ vẫn đang quất Vương Minh Uyên đã bị quất toàn thân đầy vết thương, quần áo đều biến thành màu máu trông như ăn mày. Nhìn như đang hấp hối, tình huống rất không ổn. Trên quảng trường trước thần điện, vẫn còn lưu lại thi thể tứ phân ngũ liệt của thanh đồng sư tử. Nhân loại quan sát trực tiếp, lúc này đang xôn xao bàn tán, thậm chí lòng đầy căm phẫn mắng chửi. Rất nhiều người đã nhận ra Vương Minh Uyên, cho dù người chưa từng thấy mặt Vương Minh Uyên, sau khi nghe người dẫn chương trình giới thiệu, cũng đều nghiến răng nghiến lợi. Dưới cái nhìn của người bình thường, Vương Minh Uyên chắc chắn là kẻ phản tặc, một phải đồ vô sĩ nhất nhân loại. Đáng đời, người như vậy đáng chết từ lâu, để hắn sống đến tận bây giờ, là ông trời đã đuôi mù rồi. Hừ hừ, phản đồ đúng là không có kết cục tốt, cho rằng gia nhập dị thứ nguyên là có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý sao? Không phải cũng bị những kẻ của dị thứ nguyên giết chết sao? Đây là lần đầu tiên thấy nhân loại bị dị tộc hành hạ mà sảng khoái như vậy đấy, quất thêm vài cái nữa đi, quất chết tên khốn nạn hắn đi. Rất nhiều người chỉ muốn đích thân đi lên quất Vương Minh Uyên vài phát, hoặc là tận mắt nhìn hắn bị chôn sống quất chết. Nhìn thấy Trung Tử Nhã đi đến trước thần điện, tiên nữ đang quất Vương Minh Uyên cuối cùng cũng dừng quất, quay đầu nhìn Trung Tử Nhã. Ngươi! Không nên đến! Vương Minh Uyên cũng ngửa khuôn mặt tái nhợt lên, không còn sức lực chua xót nói. Không có gì là nên hay không nên, ta thích thì ta đến, ta không thích, ta cũng đến, không ai có thể ngăn cản được ta. Trung Tử Nhã yên lặng nói xong, bước chân không hề dừng lại, vẫn đi về phía Vương Minh Uyên. Ngươi chính là hội trưởng Nhã kẻ giết không ít thủ hộ giả và đại ngôn nhân sao? Tiên nữ liếc mắt nhìn Nhã một cái, không có bất cứ cảm xúc và biểu cảm gì hỏi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người xem trực tiếp đều hoảng hốt, vậy mới biết Trung Tử Nhã chính là người kia. Ta muốn mang hắn đi, ngươi định cản ta sao? Trung Tử Nhã vác kiếm, khóe miệng vẫn mỉm cười. Ánh mắt như có một lớp sương mù che phủ, cười mỉm nhìn tiên nữ kia hỏi. Ta không ngăn cản ngươi, nhưng mạng của ngươi phải để lại. Sắc mặt tiên nữ vẫn không chút thay đổi nói. Muốn ta để mạng lại rất đơn giản, thử hỏi thanh kiếm trong tay ta xem, nếu nó đồng ý, cứ tùy tiện để ngươi xử trí. Trung Tử Nhã nói xong, thân hình đột nhiên tăng tốc, đồng thời rút kiếm đang vác trên vai ra khỏi vỏ, đâm về phía tiên nữ xinh đẹp kia, như một đạo kinh hồng. Rõ ràng chỉ đâm thẳng một kiếm, không có bất cứ biến hóa dư thừa nào, lại làm người ta cảm nhận khí thế vô cùng phóng đãng. Giống như dưới một kiếm này của hắn, không phải chết thì cũng vong, hoàn toàn không có bất cứ đường sống nào. Kiếm pháp này, cảnh giới nhập hóa, hôm nay thấy một kiếm này, mới biết thế nào gọi là kiếm pháp. Cổ giáo thụ khen ngợi một câu. Trong nháy mắt, kiếm của Trung Tử Nhã đã đâm đến trước mặt tiên nữ phất nhẹ tay áo. Tay áo trong mềm mại giao kích với thân kiếm, lại phát ra tiếng kim loại va vào nhau. Kiếm của Trung Tử Nhã bị cái vất tay áo kia quét sang một bên, thân hình cũng nghiêng theo. Trung Tử Nhã mất thăng bằng, dáng người vặn vẹo thành trạng thái kỳ dị trong không trung, mạnh mẽ biến đâm thành chém, chém về phía tiên nữ. Ken ken ken. Tiếng kim loại liên tục vang lên bên tai, kiếm của Trung Tử Nhã lần lượt bị ống tay áo phất ta, lại lần lượt biến hóa tài tình trong không trung, từ đầu đến cuối đều là thế công, không có một phần né tránh và lui nhường nào. Kiếm pháp yêu dị cùng giả kia làm người ta sợ hãi, nhưng dù thế công của hắn sắc bén yêu dị bao nhiêu, vẫn bị một cái phất tay áo của tiên nữ kia hóa giải, không hề khiến nàng lui về phía sau nửa bước. Ngay cả những người theo dõi cũng dâng lên cảm giác bất lực tuyệt vọng trong lòng. Con người sợ nhất không phải kẻ địch mạnh, mà là không nhìn thấy được hy vọng. Tuy tiên nữ chưa từng chủ động tấn công một lần nhưng cũng đã làm cho người ta sinh lòng tuyệt vọng. Nếu đổi lại là người bình thường, e là lúc này chưa chiến đã tự bại, lòng tự tin tan biến không còn lại gì. Dù sao Trung Tử Nhã cũng vẫn là Trung Tử Nhã, dưới tình huống như vậy, ý chí chiến đấu và lòng tự tin chẳng những không hề yếu đi, mà lại càng thêm điên cuồng. Không hổ là Trung Tử Nhã, nhưng kiếm pháp này của hắn sao cứ thấy là lạ. Lý Huyền ở bên cạnh tán thưởng. Lý Huyền là người có ý chí vô cùng kiên định, nhưng nếu đổi lại hắn là Trung Tử Nhã, đối mặt với tình huống này, sợ rằng cũng sẽ nản lòng. Người tự tin như Trung Tử Nhã, không phải thiên tài chân chính thì cũng là kẻ điên chân chính. Đương nhiên, Lý Huyền cũng có tự tin của hắn, có lẽ hắn sẽ nản lòng, có lẽ sẽ oán giận, có lẽ còn có thể thất vọng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Chỉ là người giống như Trung Tử Nhã, như căn bản không biết sợ hãi tuyệt vọng là gì, cũng rất hiếm có trên thế gian. Trên thế giới này có rất nhiều tiêu chuẩn để đánh giá cường đại, cũng có rất nhiều tiêu chuẩn để đánh giá kiếm thuật. Kiếm của ngươi có thể rất nhanh, cũng có thể rất tàn nhẫn, thậm chí có thể chậm rãi. Kiếm pháp của Trung Tử Nhã dường như có đầy đủ các tiêu chuẩn cao nhất của kiếm thuật, lúc cần nhanh thì rất nhanh, lúc nên chậm cũng đủ chậm, lúc nên tàn nhẫn cũng đủ tàn nhẫn, lúc nên khéo léo cũng rất khéo léo. Nhưng thật sự bình luận về kiếm pháp của hắn, dường như không có bất cứ một từ ngữ đầy đủ chính xác nào trong đó. Kiếm pháp của Trung Tử Nhã học trưởng, thật đủ ngang tàn. Phong Thu Nhạn nói ấn tượng của mọi người về kiếm thuật của Trung Tử Nhã. Đúng, chính là ngang tàn, ta nói sao lại cảm thấy là lạ. Kiếm pháp người này, thật sự quá ngang tàn, nhìn rất không tiêu chuẩn, rất nhiều tư thế và động tác đều rất không có quy tắc, nhưng lại rất hiệu quả, đây giống như là... Lý Huyền không nghĩ ra được từ nào để hình dung. Giống như bơi chó còn nhanh hơn quán quân bơi tự do. Minh Tú tiếp lời. Đúng, chính là cảm giác này. Lý Huyền liên tục gật đầu, lời Minh Tú nói cũng giống như lời trong đáy lòng hắn. Chu Văn khẽ thở dài. Lúc trước bốn người ta, Khương Nghiễn, Trung Tử Nhã và Huệ Hải Phong cùng đi theo lão sư học tập, lão sư từng đánh giá thiên phú của bốn người chúng ta. Đánh giá thế nào? Ai có thiên phú cao nhất? Chắc chắn là ngươi hả? Mấy người Lý Huyền cảm thấy hứng thú, không xem chiến đấu mà đều quay đầu nhìn về phía Chu Văn. Tầm Tích bên cạnh tuy cố gắng để không nhìn Chu Văn, nhưng lại giỏng tai lên nghe, tất nhiên cũng rất muốn biết lời tiếp theo Chu Văn sẽ nói. Chu Văn lắc đầu nói. Thiên phú cao nhất không phải ta, lúc ấy lão sư nói thế này, hắn nói nếu bàn về thiên phú, Trung Tử Nhã trời sinh là người chí tình chí nghĩa, nếu đã nhận định điều gì thì có thể dốc lòng làm đến mức cao nhất, dù học cái gì, hắn đều học nhanh hơn bất cứ ai, cho nên trong bốn người chúng ta, thiên phú của hắn là cao nhất. Ngươi xếp thứ mấy? Tầm Tích không nhịn được hỏi. Vấn đề này, mấy người Lý Huyền cũng rất muốn biết. Ta xếp thứ tư. Chu Văn cười khổ nói. Không phải chứ, ánh mắt lão sư ngươi cũng quá kém, người như ngươi, mà chỉ xếp thứ tư. Tầm Tích nói ra, trong lòng nàng đã nhận định Chu Văn có thiên phú vô địch, nếu không một nhân loại, sao có thể đạt được thành tựu như vậy? Đó là sư gia của ngươi, phải tôn sư trọng đạo, có hiểu không? Một câu của Lý Huyền làm Tầm Tích nghẹn nói không nên lời. Chu Văn tiếp tục nói. Trung Tử Nhã chí tình chí nghĩa, Khương Nghiễn được đánh giá là kẻ vô tình thiên bẩm, Huệ Hải Phong được đánh giá là kẻ thế tục nhất, còn ta chỉ được đánh giá là một kẻ tài đức bình thường. Các ngươi nói xem có phải ta là thiên phú kém cỏi nhất trong bốn người hay không? Trung Tử Nhã và Khương Nghiễn thì không nói, Huệ Hải Phong được đánh giá là thế tục kia, còn không bằng bình thường của ngươi chứ? Minh Tú hỏi. Đa số mọi người đều là người thế tục, có thể trở thành người nổi bật trong vài tỷ người, được xưng là người thế tục nhất, sao có thể không bình thường bằng. Chu Văn thở dài nói. Lão sư nhìn người thực sự rất chuẩn, về sau Huệ Hải Phong trở thành tổng thống liên bang, kia quả thật là đỉnh cao của người thế tục. Lúc nói chuyện, Chu Văn vẫn chú ý đến chiến đấu. Trung Tử Nhã là chiến lực đỉnh cao của thiên tai cấp, từng chiêu từng thức của hắn nhìn không quá kinh thiên động địa, cũng không có hiệu ứng sấm sét sáng chói, không phải vì sức mạnh của hắn không đủ, mà vì hắn đã thu hết tất cả sức mạnh vào trong cơ thể, không hề để lộ chút nào ra bên ngoài mà thôi. Nếu đổi lại là Trung Tử Nhã trước kia, chắc chắn hắn sẽ không để ý chi tiết như vậy, đó là thứ Khương Nghiễn để ý, vậy mà hiện tại Trung Tử Nhã đã làm được, có thể thấy rất nhiều thứ đều là trăm sông đổ về một biển, có lẽ điểm xuất phát khác nhau, nhưng cuối cùng, đều đạt đến một điểm chung đồng nhất. Kiếm của Trung Tử Nhã lại bị ống tay áo của tiên nữ vất ra, chỉ là bây giờ tiên nữ không đợi Trung Tử Nhã tiếp tục công kích, mà đột nhiên vươn bàn tay trắng nõn trong tay áo ra, nắm lấy thân kiếm, nhẹ nhàng rung lên, tay cầm kiếm của Trung Tử Nhã bị dao động buông lỏng ra. Nhẹ nhàng quăng đi, tiên nữ cầm chui kiếm, sau đó đâm một kiếm về phía Trung Tử Nhã. Nàng ta đang bắt chước kiếm pháp của Trung Tử Nhã. Sắc mặt Lý Huyền kỳ quái kêu lên. Tiên nữ liên tục tấn công về hướng Trung Tử Nhã, từng chiêu từng thức nàng sử dụng, rõ ràng Trung Tử Nhã cũng từng sử dụng. Mấu chốt không phải chiêu thức tương đồng, mà ngay cả khí thể cùng giả kia cũng giống nhau như đúc, nếu chỉ nhìn kiếm pháp không nhìn người, còn tưởng rằng người lúc này đang cầm kiếm là Trung Tử Nhã. Dùng kiếm pháp của Trung Tử Nhã đối phó với Trung Tử Nhã, lại khiến Trung Tử Nhã liên tục lùi về phía sau, trên người bị kiếm vẽ ra từng vệt máu dài. Huyền, nhìn kỹ đi, có lẽ hướng đi của hắn sẽ trợ giúp một chút với ngươi. Chu Văn đột nhiên nói với Lý Huyền bên cạnh. Hướng của ai? Tiên nữ kia sao? Lý Huyền nghi ngờ hỏi. Không, là Trung Tử Nhã. Chu Văn lắc đầu nói. Lý Huyền nhìn về phía Trung Tử Nhã bị thương, phong cách của Trung Tử Nhã hoàn toàn khác biệt với hắn, nhưng hắn không nghi ngờ lời Chu Văn nói, mà nhìn chằm chằm Trung Tử Nhã. Miệng vết thương trên người Trung Tử Nhã càng ngày càng nhiều, những miệng vết thương này cũng không thần tốc khép lại, đây hoàn toàn khác với năng lực của Lý Huyền. Nhưng Lý Huyền nhìn một lát, ánh mắt dần phát sáng lên. Kiếm pháp tiên nữ sử dụng, tuy giống hệt với kiếm pháp Trung Tử Nhã dùng, nhưng phương pháp sử dụng lại nghiền ép Trung Tử Nhã, hoặc có thể nói căn bản không có mặt đồng nhất. Giống như giải đề, cách giải của học sinh tiểu học chính xác nhưng khá phức tạp, đây là sự chênh lệch trình độ kiến thức. Tình huống hiện tại của Trung Tử Nhã cũng như vậy, nhưng chỉ cần Trung Tử Nhã nhìn qua một lần, phương thức giống nhau cũng không thể tổn thương đến hắn, mỗi một vết thương trên người hắn đã khiến hắn thần tốc lớn dần. Nói thì đơn giản, nhưng trên thế giới này người thực sự có thể làm được lại không nhiều, vì hắn chỉ nhìn thấy kiếm pháp, chứ không phải những thứ sâu xa hơn đằng sau kiếm pháp. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Trung Tử Nhã lại có thể suy ra được những thứ sâu xa hơn đằng sau, hơn nữa có thể vận dụng cho bản thân mình, năng lực này thực sự quá biến thái. Kiếm pháp của tiên nữ, càng lúc càng ít uy hiếp với hắn hơn. Lý Huyền không khỏi cười khổ nói. Đầu óc ta không tốt như hắn, không làm được đến mức độ này. Đó không phải trọng điểm ngươi cần chú ý. Chu Văn lắc đầu, không nói gì thêm. Lúc mọi người đều cho rằng thời kỳ khó khăn nhất của Trung Tử Nhã đã qua, hắn lại bắt đầu bị thương, mà còn bị thương nặng hơn trước, vết kiếm gần như chém đứt xương cánh tay hắn. Kiếm pháp của tiên nữ lại có thay đổi khác nhau, nhưng không thoát ra khỏi kiếm pháp của Trung Tử Nhã. Cùng một thứ, trong tay người khác nhau, lại có phương pháp sử dụng khác nhau, điều này tùy thuộc vào người, chứ không phải bản thân thứ đó. Một gốc cây, trong mắt người nông dân đều để nở hoa kết quả, trong mắt người thợ một lại là giường gỗ hoặc bàn gỗ, trong mắt người làm vườn lại là một phần của vườn cây. Kiếm pháp cũng tương tự, cùng là kiếm pháp nhưng có thể mang ý nghĩa khác nhau. Tất nhiên tiên nữ không muốn trực tiếp giết chết Trung Tử Nhã, nàng ta muốn đánh sụp đổ sự tự tin của Trung Tử Nhã, cũng chính là sự tự tin của nhân loại. Một chủng tộc có thể thất bại, có thể đi xuống, nhưng cuối cùng cũng sẽ có một ngày còn có hy vọng cuộc khởi, nhưng nếu mất đi tự tin thì cho dù có thể sống sót, cũng chỉ là thứ phụ thuộc mà thôi. Ngươi sẽ phải trả giá đắt vì sự kiêu ngạo của mình. Toàn thân Trung Tử Nhã đẫm máu, ánh mắt cố chấp không có chút dao động. Ta rất thích ánh mắt như vậy của ngươi. Tiên nữ chỉ nhàn nhạt đáp lại, kiếm trong tay vẫn không hề ngừng. Hết kiếm này đến kiếm khác, kiếm pháp kia như nhiều loại ảo diệu ẩn chứa trong thiên địa, sử dụng cùng một chiêu, nhưng lại khác một trời một vực, khiến năng lực của Trung Tử Nhã hoàn toàn mất đi tác dụng. Trung Tử Nhã như một con thú bị nhốt, tuy vẫn vô cùng hung mãnh nhưng lại khiến người ta cảm thấy đáng thương. Tâm Trung Tử Nhã còn chưa động, nhân loại theo dõi trận chiến đã gieo vào hạt giống không thể thắng được tiên nữ trong lòng. Theo trận chiến liên tục diễn ra, hạt giống này mọc rễ nảy mầm, không ngừng lớn mạnh dần. Nếu hôm nay Trung Tử Nhã bị đánh bại, hạt giống này sẽ trở thành một tường vây bất hủ, làm nhân loại khó có thể tìm lại được sự tự tin của chủng tộc mình. Ngươi có biết thiên phú cực mạnh trên thế giới này là gì không? Trung Tử Nhã đột nhiên lùi về sau một khoảng cách, nhìn tiên nữ vẫn chưa đuổi theo nói. Không biết. Tiên nữ không sợ Trung Tử Nhã chạy trốn, nơi này không có truyền tống trận, Ma Phương cũng không thể nào đưa bất cứ sinh vật nào ra ngoài, cho dù Trung Tử Nhã muốn chạy, hắn có năng lực chạy đi đâu trong dị thứ nguyên này. Thiên phú mạnh nhất trên thế giới này chính là tiến hóa, bất cứ một sinh vật nào đều có thể trở nên mạnh hơn thông qua việc tiến hóa của mình, thích ứng với hoàn cảnh khác nhau, làm được những chuyện bản thân không thể nào làm được. Ánh mắt Trung Tử Nhã sáng quắc nhìn chằm chằm tiên nữ, thân thể dần xảy ra một chút thay đổi kỳ diệu. Sau đó thì sao? Tiên nữ rất hứng thú hỏi. Mà thiên phú của ta chính là siêu cấp tiến hóa. Lúc Trung Tử Nhã nói chuyện, sự biến hóa của thân thể đột nhiên tăng lên. Miệng vết thương thần tốc khép lại, trong khoảnh khắc khôi phục trạng thái trắng tuyết trong suốt, da thịt như có ánh sáng chói lọi chảy ra, mỗi một tia sáng chói lọi đều chảy theo dòng. Mỗi một lần trải qua sự suy sụp, chịu đựng sự đả kích trong đời, cho dù mình đầy thương tích, chỉ cần không giết chết được những đau đớn này của ta thì đều sẽ trở thành hòn đá tảng để ta tiến hóa, để ta đúc thành bậc thang đi về phía thắng lợi. Mỗi một miệng vết thương ngươi lưu lại trên thân ta, sẽ đưa ngươi đến càng gần phần mộ hơn. Ánh mắt Trung Tử Nhã càng lúc càng điên cuồng. Xem ra cũng chẳng có gì khác biệt. Tiên nữ nhàn nhạt nói. Thân thể Trung Tử Nhã nhìn thực sự không có biến hóa gì khác biệt, hắn không giống Lý Huyền, mỗi lần Lý Huyền bị thương tổn một lần, giáp xác trên người hắn sẽ có thay đổi khác biệt, đó là dấu hiệu tiến hóa vô cùng rõ ràng. Trung Tử Nhã không phải như vậy, thân thể hắn không có gì khác trước, vẫn hai tay hai chân một đầu, theo quan điểm của Lý Huyền, trình độ tiến hóa của Trung Tử Nhã không đủ. Tiến hóa của ta ở trong này. Trong mắt Trung Tử Nhã như có ngọn lửa bốc cháy, chỉ vào đầu mình. Vừa dứt lời, thân thể Trung Tử Nhã bắt đầu chuyển động, lại xông về phía tiên nữ, vung quyền đập về phía khuôn mặt xinh đẹp kia của tiên nữ. Tiên nữ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trung Tử Nhã, mãi đến khi quả đấm của Trung Tử Nhã gần đến trước mặt nàng, mới vung kiếm trong tay ra. Kiếm như kinh hồng, đi sau mà tới trước, chém trên quả đấm của Trung Tử Nhã. Không có tiếng va chạm giữa quả đấm và lưỡi kiếm cũng không chém trúng quả đấm của Trung Tử Nhã. Như đã biết trước, quả đấm nhìn như đã dốc toàn lực oanh kích của Trung Tử Nhã lại thu vào, một quả đấm khác lại phát lực trong khoảnh khắc, theo một góc độ hoàn toàn không thể tin nổi, vung về phía má của tiên nữ. Trong mắt tiên nữ hiện lên một tia khác lạ, trước đó, dù Trung Tử Nhã sử dụng chiêu thuật gì, nàng ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, nhưng bây giờ, nàng ta lại không nhìn ra được hư thực trong hai quả đấm của Trung Tử Nhã. Điều này chứng tỏ một vấn đề, cảnh giới của Trung Tử Nhã đã gần với trình độ của nàng ta, khiến nàng ta không cách nào nhìn xuống từ cấp độ cao hơn. Lần đầu tiên, tiên nữ lựa chọn né tránh, nghiêng người một bước, tránh quả đấm của Trung Tử Nhã. Một bước lui nhường này của tiên nữ, thế công của Trung Tử Nhã như lũ quét bùng nổ điên cuồng trút xuống, vậy mà khiến tiên nữ kia không có cơ hội phản kích, chỉ có thể liên tục lùi về sau tránh né. Nhân loại theo dõi nhất thời như đánh máu gà, sự tuyệt vọng trong lòng vừa rồi gần như sống động hẳn lên. Thú vị! Tiên nữ lại như không hề cảm thấy áp lực, thích thú nhìn Trung Tử Nhã. Quỷ tích ra tay của Trung Tử Nhã càng ngày càng khiến người ta khó lường, tiên nữ nhìn một lúc, như nghĩ đến gì đó, nheo mắt lại nói. Nếu đã như vậy, vậy thì để cho ngươi tiến hóa một cách triệt để đi, để ta xem, cái mà ngươi gọi là siêu cấp tiến hóa, rốt cuộc có thể tiến hóa đến mức độ nào. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.